Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 221, cảnh giới tiên thiên. Lâm Nhất ngồi trên một nhánh cổ thụ cành lá rậm rạp, nhìn ba cánh hàn kim liên trên mu bàn tay, hắn khẽ cau mày, trầm ngâm không nói. Từ tận đáy lòng, Lâm Nhất quả thật cảm thấy rất khó lựa chọn. Nếu không tiếp tục luyện hóa cánh hoa hàn kim liên thì e rằng chỉ dựa vào yêu đan của ma diễm hổ khó mà đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Nhưng nếu như tiếp tục luyện hóa thì hắn lại e ngại tinh hoa thân thể bị hoa lá thôn tính sạch sẽ. Lâm Nhất nhắm mắt lại, sau ba nhịp thở, hắn lại lần nữa mở mắt ra. Lúc này, trong mắt hắn không còn một chút do dự nào, chỉ còn quyết đoán và kiên định. Liều thôi. Từ sau khi rời khỏi Thanh Vân Môn, Lâm Nhất đã không thể quay đầu được nữa, chỉ đành tiến lên phía trước theo sự dẫn dắt của số mệnh. Nếu lúc này không đánh liều, từ bỏ cơ hội trước mắt thì chẳng bằng cuốn gói quay về Thanh Vân Môn dưỡng lão cho rồi. Lâm Nhất cắn răng lấy ra hàn kim liên, lại lần nữa ngắt lấy một cánh hoa. Bộp! Hai tay chắp trước ngực ép chặt cánh hoa, hỏa linh nguyên đang cuộn trào trong cơ thể lại lần nữa trở nên kích động. Không bao lâu sau đã có hỏa diễm vần quanh cánh tay hắn, tiếp đó lan khắp toàn thân, tựa như có một đóa hàn kim liên bao lấy Lâm Nhất. Dưới ánh nắng chói chang, vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh đến lạ thường. Thành sự tại nhân, mưu sự tại thiên. Ông trời đã cho hắn cơ hội tốt như vậy thì nhất định phải nắm chắc, quyết không buông tay. Nội kình thuần dương trong cơ thể được hỏa linh nguyên tẩm bổ đã ngày càng cô đọng, trở nên dồi dào hơn, hóa thành sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn sóng chảy tràn khắp toàn thân, không ngừng tác động vào kinh mạch tầng 2 chưa được đả thông. Ba cánh hoa trước đó đã giúp hắn đột phá tiên thiên thuần dương tầng 2, xông thẳng lên cảnh giới tiểu thành. Bây giờ, cánh hoa thứ tư một lần nữa giúp hắn đánh thẳng vào trong, tựa như sóng biển tầng tầng lớp lớp đang điên cuồng lao đến. Đau đớn mà thân thể phải gánh chịu cũng tăng lên gấp bội, khiến người ta khó có thể chịu đựng nổi. Vẻ mặt Lâm Nhất vô cùng kiên định, hoàn toàn đắm chìm trong đó, hắn tập trung vận chuyển nội kình thuần dương, liên tục luyện hóa cánh hoa trong lòng bàn tay. Víu! Ngay khi cánh hoa kia sắp tan biến, ngọn lửa lượn lờ khắp cơ thể hắn đột nhiên hóa thành một luồng sáng hội tụ ở mu bàn tay phải, đồng thời, dấu ấn cánh hoa cũng bắt đầu thôn tính tinh hoa huyết nhục của Lâm Nhất. Khoảnh khắc ngọn lửa kia biến mất, cả người hắn co rút lại. Hốc mắt lõm sâu, thoạt nhìn trông có vẻ rất mệt mỏi, tiều tụy. Tiếp tục, hắn không suy nghĩ bất kỳ điều gì, một lần nữa ngắt lấy cánh hàn kim liên, rồi lại bắt đầu luyện hóa. Cùng với đau đớn chồng chất, nội kình thuần dương công không ngừng cô đọng, kinh mạch tầng 2 tiếp tục được đả thông. Thời gian dần trôi qua, đã 2 ngày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Nhất chẳng quan tâm gì cả, hắn cứ lặp đi lặp lại một chuỗi động tác. Cánh hoa hàn kim liên lần lượt bị hắn lấy đi. Sau 5 ngày, hàn kim liên chỉ còn một cánh hoa chưa bị Lâm Nhất luyện hóa. Dấu ấn 10 cánh hoa trên mu bàn tay đã dần dần hiện rõ. Thoạt nhìn đã có dáng vẻ của hàn kim liên. Lúc này, cơ thể Lâm Nhất đã vô cùng yếu ớt, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay hắn. Nhìn dấu ấn cánh hoa mờ nhạt trên mu bàn tay, Lâm Nhất có cảm giác bản thân đã nhiều lần chạm đến điểm giới hạn. Còn lại một cánh hoa, nếu như tiếp tục luyện hóa thì chỉ có 2 kết quả, hoặc là chết, hoặc là như cây khô gặp mùa xuân, tái sinh từ trong đống cho tàn. Sẽ chết ư? Không, ta không thể chết được, nếu trời muốn thu ta, ta sẽ cùng trời tranh giành một phen. Trong hốc mắt lõm sâu của Lâm Nhất loáng thoáng có một vệt nước mắt, đó không phải là giọt nước mắt bi thương mà là sự quyết đoán. Thù của Hồng Lão còn chưa báo, vẫn chưa tìm được Tô Hàm Nguyệt thì sao hắn có thể chết ở đây được. Duỗi tay ngắt lấy cánh hoa cuối cùng, đặt trong lòng bàn tay, Lâm Nhất lại bắt đầu luyện hóa. Cánh hoa được luyện hóa, kéo theo đó, nội kình thuần dương cũng bắt đầu di chuyển. Lâm Nhất cảm giác đau đớn hệt như bị mũi khoan khoan vào da thịt. Cơ thể hắn lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Sau khi dung hợp 11 cánh hoa, nội kình thuần dương đã như Trường Giang và Hoàng Hà dậy sóng, trong cơ thể Lâm Nhất, những nơi chúng đi qua không gì có thể ngăn cản, một chuỗi kinh mạch tắc nghẽn đều nhanh chóng được đả thông mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Cánh hoa cuối cùng được nội kình thuần dương mạnh mẽ luyện hóa với tốc độ cực nhanh, vượt ngoài dự đoán của Lâm Nhất. Thời gian dần trôi qua, hắn không thể khống chế được nữa, chỉ đành để mặc cho ngọn lửa màu vàng bùng lên một cách mạnh mẽ hệt như nội kình. Ầm ầm ầm. Thân thể tiểu tụy chẳng khác nào nhà tranh đứng trước bão tố, bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ý thức của Lâm Nhất dần trở nên mơ hồ,
hắn chỉ có thể dựa vào một chút ý chí cuối cùng để giữ cho bản thân tỉnh táo. Víu! Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh hoa trong lòng bàn tay dần dần tan biến. Ngọn lửa bao phủ quanh người hắn lại lần nữa rực cháy, lao vọt về phía MU bàn tay phải. Thoáng chốc, mạng của Lâm Nhất như chỉ mảnh treo chuông, hắn có cảm giác bản thân tựa như ngọn đèn sắp cạn dầu. Cánh hoa cuối cùng như một cơn gió ào ào thổi về phía ngọn đèn yếu ớt kia, khiến nó chập chờn không thôi. Bụp! Ngọn đèn dầu đang chập chờn bỗng nhiên vụt tắt, sinh mạng của Lâm Nhất cũng bắt đầu trôi tuột đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Tất cả những gì trước mắt, không cách nào ngăn cản được. Ngay khi Lâm Nhất thầm than một tiếng, mạng ta xong rồi, thì đột nhiên những cánh hoa ở MU bàn tay kết hợp thành hình. Một đóa hàn kim liên xuất hiện trên bàn tay hắn, tỏa ra hào quang chói lọi. Xoạt! Ngọn đèn vừa tắt lại lần nữa bùng lên, và bắt đầu cháy dữ dội hơn. Trước đó, cánh hoa không ngừng thôn tính tinh hoa trong cơ thể hắn, nhưng đến lúc này, khi hàn kim liên đã thành hình, nó dùng tinh hoa sinh mạng gấp bội lần tầm bổ ngược trở lại. Lúc này, thân thể tiểu tụy của Lâm Nhật tựa như một mầm non đâm chồi nảy lộc, phát triển một cách mạnh mẽ đến khó tin. Thoáng chốc, mặt mày hắn tỏa sáng, cơ thể không chỉ phục hồi như cũ, mà dưới những bắp thịt cường tráng, khí huyết đang không ngừng sôi trào. Hết cơn bí cực đến hồi thái lai, tìm được đường sống trong chỗ chết. Cả người Lâm Nhất bắt đầu run lên từng hồi, khí huyết mạnh mẽ chảy tràn khắp toàn thân. Dường như hắn cảm giác được bản thân đang đột phá một tầng bình chướng nào đó. Chương 222 đột phá cảnh giới tiên thiên. Dấu ấn hán kim liên trên MU bàn tay tỏa hào quang chói lọi, ánh lửa rực sáng, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Lâm Nhất mừng rỡ không thôi, hắn biết mình đã sắp vượt qua. Vẫn chưa thật sự vượt qua, phải tỉnh táo lại đã. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Lâm Nhất một lần nữa điên cuồng vận chuyển nội kình thuần dương mạnh mẽ đang dâng trào trong cơ thể anh. Cót két. Tiên thiên thuần dương công tầng 2 được đả thông toàn bộ kinh mạch, thành công đột phá lên tầng 3. Ầm ầm ầm. Khi 11 cánh hán kim liên được gom đủ, nội kình thuần dương đột phá lên tầng 3 rồi rào gấp 5 lần so với trước đó. Nội kình hệt như ngọn lửa màu vàng, càng lúc càng sáng lên, thậm chí có hơi chói mắt người nhìn. Hỏa linh nguyên tích lũy trong khắp cơ thể trước đó cũng đồng thời được kích hoạt. Công pháp vận chuyển kéo theo vô số hỏa linh nguyên xông thẳng về phía hạt giống tiên thiên ở vùng đan điền. Đến rồi. Có thể đột phá tiên thiên hay không chỉ trông chờ vào lần này. Lâm Nhất rất có lòng tin, hắn biết rất rõ 11 cánh hán kim liên ẩn chứa nguồn hỏa linh nguyên khủng bố cỡ nào. Dưới sự tác động của hỏa linh nguyên, hạt giống tiên thiên dần ngưng tụ thành một cái vòng xoáy màu vàng. Tham lam hấp thu tất cả hỏa linh nguyên rời rạc trong cơ thể. Phá cho ta. Trong lòng Lâm Nhất điên cuồng gào thét, hỏa linh nguyên điên cuồng đánh thẳng vào vòng xoáy được ngưng tụ bởi hạt giống tiên thiên. Kẹt kẹt. Dưới sự tấn công liên tục, rốt cuộc vòng xoáy cũng nổ tung, hạt giống tiên thiên trong cơ thể Lâm Nhất tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Phút chốc, linh quang chiếu rọi, thân thể Lâm Nhất bắt đầu có sự thay đổi về chất. Tim Lâm Nhất nảy lên, hắn biết mình đã thành công. Hiện tại thân thể đang lột xác để bước vào cảnh giới tiên thiên. Chỉ chốc lát, xung quanh ngực hắn đồng thời có 6 điểm hào quang lóe lên. 6 điểm hào quang này giống như ngôi sao 6 cánh được phân bổ xung quanh trái tim. Chính là tiên thiên thất khiếu. 6 điểm hào quang cộng thêm trái tim chính là 7 võ huyệt của cảnh giới tiên thiên. Từng khiếu huyệt được đả thông đều cường hóa một năng lực của cơ thể, 6 điểm hào quang theo thứ tự cường hóa mắt, tai, mũi, miệng, tay, chân. Cùng với trái tim vị trí quan trọng nhất, bởi trái tim vĩnh viễn là nơi để võ giả có thể liên kết toàn bộ cơ năng trong cơ thể, nên cần phải mạnh mẽ hơn. Hiện tại, Lâm Nhất đang đứng trước 6 lựa chọn, hắn phải quyết định xem nên đả thông khiếu huyệt nào trước. 6 khiếu huyệt lớn đều không có gì khác biệt, chỉ dựa vào lựa chọn của bản thân võ giả. Nếu lựa chọn mắt, sau khi đả thông, thì lực sẽ được tăng cường, ngay cả hạt bụi bay qua cũng có thể thấy được, có khả năng nhìn rõ mọi thứ. Thậm chí có thể thấy rõ cảnh tượng cách đó 100 mét trong bóng đêm, rất là thần kỳ. Lựa chọn tay thì có thể tăng cường thính lực, nghe được âm thanh từ 4 phương 8 hướng, dù là một ngọn cỏ lay cũng dễ dàng biết được. Lựa chọn mũi thì có thể cường hóa khứu giác, phát giác được mùi mà người thường không cách nào cảm nhận được, có thể dựa vào mùi hương để phân biệt mọi thứ, chỉ cần thoáng người liền đoán được. Lựa chọn miệng thì có thể dùng linh khí thiên địa làm thức ăn, mỗi một lần hô hấp đã đủ để thỏa mãn nhu cầu của thân thể. Đạt đến cảnh giới tích cốc của tiên nhân. Hai khiếu ở tay và chân tên như ý nghĩa,
cường hóa sức mạnh tứ chi, khả năng cầm nắm những vật nặng, khó, tốc độ chạy, nhảy đều quyết định bởi hai bộ phận này. Về phần trái tim, chỉ khi đả thông toàn bộ 6 khiếu huyệt lớn thì mới có thể đả thông huyệt ở tim. Chọn một trong 6, mắt, tay, miệng, tay hay chân. Lâm Nhất xem xét tình trạng bản thân, hắn chuyên tu kiếm pháp, trong lúc chiến đấu, yêu cầu về nhãn lực là cao nhất. Bất kể là để tránh đi sát chiêu của kẻ địch hay để tìm kiếm sơ hở thì đều cần có một ánh mắt tốt. Phút chốc, ngoại trừ khiếu huyệt đại diện cho mắt, tất cả các điểm hào quang còn lại đều dần dần tối xuống. Mở ra. Một khiếu nguyệt tiên thiên đã được mở, Lâm Nhất từ cảnh giới hậu thiên chính thức bước vào cảnh giới tiên thiên. Răng rắc. Ngay lúc này, hạt giống tiên thiên ở đan điền vỡ ra. Võ hồn của Lâm Nhất cứ thế mà ra đời. Khi hào quang tan hết, Lâm Nhất bỗng nhiên tỏ vẻ nghi hoặc, sau khi hạt giống tiên thiên vỡ thì, cớ gì lại xuất hiện một thanh kiếm gãy? Võ hồn của ta lại là một thanh kiếm gãy ư? Nhưng sau khi quan sát kỹ, Lâm Nhất đã phát hiện điểm kỳ lạ, dường như lưỡi kiếm sắc bén bị bóng tối bao phủ, chỉ lộ ra một nửa. Ầm! Nội kình thuần dương rít gào trong cơ thể hắn, nó đang cuộn trào, không đúng, hiện tại có lẽ nên gọi là linh nguyên tiên thiên, khoảnh khắc bước vào cảnh giới thiên thiên. Nội kình liền tự động chuyển hóa thành linh nguyên càng thêm đáng sợ hơn. Lâm Nhất mở mắt ra, một luồng khí vô hình từ trong mắt khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó hình thành cuồng phong dữ dội, khiến cho cổ thụ che trời xung quanh bị thổi ngả nghiêng. Cảnh giới tiên thiên, đây chính là uy áp tiên thiên của ta ư. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, khi thấy những cây cổ thụ cao chọc trời sắp bị thổi gãy, ánh mắt hắn không che giấu được vui mừng. Tuy võ hồn rất kỳ quái, nhưng lúc này, hắn đã là võ giả tiên thiên hàng thật giá thật, không thể nào giả được. Nhờ vào 11 cánh hoa hán kim liên, Lâm Nhất có cảm giác như cây khô gặp mùa xuân, đến đường cùng lại nhìn thấy ánh sáng, rốt cuộc cũng đã đột phá thành công. Xoạt! Mở lòng bàn tay ra, linh nguyên thuần dương màu vàng trong cơ thể lập tức tuôn ra, ngưng tụ thành một ngọn lửa hừng hực cháy, ẩn chứa sức mạnh táo bạo đang không ngừng sôi trào. Mạnh thật! Võ đạo tầng 10 không thể nào làm được như thế này. Lâm Nhất bỗng nắm chặt tay, ầm một tiếng, lửa bao trọn nắm đấm, khiến hắn có cảm giác một quyền của mình có thể nhẹ nhàng đánh chết một tên võ giả cảnh giới hậu thiên tầng 10. Hán kim liên này có vấn đề gì vậy nhỉ, chẳng lẽ nó có thể gây ra dị tượng liệt diễm phần thiên? Nhìn ngọn lửa màu vàng bao bọc nắm đấm của mình, thoáng ẩn hiện ấn ký màu vàng, Lâm Nhất trầm ngâm. Ngay khi hắn quyết định thử một phen, đột nhiên khắp khu rừng vang lên một chuỗi âm thanh cây cối gãy đổ. Ầm ầm. Từng hàng cổ thụ ào ào ngã xuống, rừng nhiệt đới rậm rạp dần dần trở nên thông thoáng hơn. Đám người này còn chưa từ bỏ à? Nhìn đám người đang dùng cách thức bạo lực ở đằng xa, ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, lộ vẻ kích động. Chương 223, một chọi ba. Trong khu rừng rậm rạp, từng cây cổ thụ chọc trời xếp hàng đổ rạp xuống. Lâm Nhất đứng trên cành cây, lặng lặng quan sát hết thảy. Thân hình hắn cao gầy, cơ thể vốn chỉ còn lại da bọc xương. Dưới việc trở thành vật bồi dưỡng của hán kim liên sau khi ngưng tụ, không chỉ đã khôi phục lại cơ bắp ban đầu, mà thân hình còn cao lên không ít, gương mặt thanh tú thêm phần sắc bén mạnh mẽ. Tóc dài xõa tung bay trong gió, mắt mũi đều cực kỳ rõ nét. Đôi mắt còn trong suốt sáng long lanh hơn trước, giống như một viên hắc bảo thạch sáng ngời sâu thẳm vậy. Hắn đã mở được nhãn khiếu, chăm chú quan sát nhìn về phía rất xa. Tầm nhìn không ngừng kéo dài ra, trong rất nhiều hình ảnh. Hắn đã thấy ba người lưu đằng khí thế hùng hổ dẫn đầu đám võ giả lưu ra trùng trùng điệp điệp giết tới. Những nơi đi qua giống như châu chấu tàn phá, không để lại bất cứ cây cổ thụ nào còn đứng thẳng được. Phát hiện ra hắn rồi. Tên xúc sinh này quả nhiên chưa đi xa, ta xem hắn lần còn có thể chạy đằng nào. Phóng tên, phóng tên. Cùng lúc Lâm Nhất nhìn thấy đối phương, thì ba vị cường giả tiên thiên cũng đồng thời phát hiện ra hắn. Lưu đằng phất tay lên. Lập tức vô số mưa tên rậm rạp hướng tới chỗ cây cổ thụ Lâm Nhất đang trú ngụ. Nhưng lần này, Lâm Nhất căn bản không có ý định bỏ chạy, hắn lăng không nhảy lên, trực tiếp đối diện với mưa tên. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện trong không trung, ánh mắt của đám võ giả lưu gia đều thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Oanh! Đột nhiên, một cỗ uy áp tiên thiên vô cùng cuồng bạo từ trên người hắn bạo phát ra. Mưa tên đang bay đến, đúng lúc tới gần người hắn liền bị nổ tung thành mảnh vụn. Công kích của võ giả hậu thiên đã không thể đột phá được uy áp của hắn. Cảnh giới tiên thiên, Lưu Đằng, Lưu Thiên và cả lão giả áo đen, sau khi ba người hạ xuống,
Quan sát khí tức cường hãn trên người Lâm Nhất thì đều cùng biến sắc. Ầm. Lâm Nhất từ trên trời hạ xuống, khoảnh khắc bàn chân kiên định vững chắc chạm xuống mặt đất đã bạo phát ra tiếng nổ ầm vang, làm dấy lên cuồng phong ngập trời. Ngươi rốt cuộc đã luyện hóa bao nhiêu cánh hoa hán kim liên rồi? Lưu Đằng trước mắt, chằm chằm nhìn vào Lâm Nhất, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin. Hoàn toàn không ngờ được chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà đối phương lại đột phá được cảnh giới tiên thiên. Tốc độ tăng trưởng kinh người, Lâm Nhất ít nhất phải luyện hóa 5 cánh hoặc 6 cánh hán kim liên thì mới có thể làm được. Vừa nghĩ vậy, trong lòng Lưu Đằng không khỏi phẫn nộ, tức đến mức mặt mày đỏ bừng. Vốn nghĩ rằng, chỉ cần tìm được tên tiểu tử này, ít nhất cũng sẽ lấy lại được hơn nửa số cánh hoa hán kim liên. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được, đối phương lại luyện hóa hết một nửa số cánh hoa rồi. Cũng có nghĩa là, cho dù bây giờ ông ta có xử lý được Lâm Nhất thì cũng chỉ có thể lấy lại 6 cánh hoa mà thôi. Đối với người đã dốc toàn bộ của nả trong gia tộc ra là ông ta mà nói, việc này hoàn toàn là một kết quả không cách nào chấp nhận được. Bao nhiêu cánh, lẽ nào, ông vẫn còn muốn đòi lại hán kim liên trên người ta ư? Xin lỗi, ta đã luyện hóa hết 10 cánh hoa hán kim liên rồi, còn một cánh ta đã cho con huyết long mã của ta, e là ông phải tay không quay về rồi. Lâm Nhất thấy có chút nực cười, bình tĩnh cho hay. Không thể nào. Lão giả hắc y ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi, liền nói, người bình thường luyện hóa 3 cánh hoa đã là cực hạn, người có thể đột phá tiên thiên, nhiều nhất cũng chỉ 5-6 cánh mà thôi. Vậy ông cứ việc thử đi, xem ta rốt cuộc đã luyện hóa bao nhiêu cánh hoa rồi. Ánh mắt Lâm Nhất bình tĩnh, hai mắt hơi nheo lại, thản nhiên cười nói. Không cần thiết phải nhiều lời với tên khốn này, tất cả lên. Làm thịt hắn là xong, Lưu Đằng quát lạnh một tiếng, lập tức xông lên giết về phía Lâm Nhất. Tốc độ của ông ta cực nhanh, trong thời gian vài lượt hô hấp đã đến trước mặt Lâm Nhất. Rõ ràng không muốn cho Lâm Nhất một tia cơ hội bỏ trốn nào, chuẩn bị một kích trọng thương hắn. Chết cho ta! Giơ tay lên bổ xuống một chưởng, linh nguyên tiên thiên hội tụ trong lòng bàn tay, đem theo lực áp bách cường đại, dưới một chưởng này, gần như đến đồi núi cũng có thể bị chấn vỡ. Lâm Nhất nhướng mày. Hỏa linh nguyên hội tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một ngọn lửa cháy kim sắc. Thình thịch, năm ngón tay siết mạnh lại thành quyền, ngọn lửa màu vàng đột nhiên ầm ầm đánh ra, bạo phát ra uy áp cương mãnh bá đạo. Đối đầu với một quyền của đối phương, Lâm Nhất không né tránh mà trực tiếp đánh ra một quyền. Bang bang, trong âm thanh trầm đục, khí lãng bốc lên, một quyền mà Lưu Đằng tự cho là tất sát lại bị Lâm Nhất ngang ngược đánh lui trở về. Chấn động đến lục phủ ngũ tạng của ông ta. Khí huyết tán loạn, chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn đang không ngừng kích động trong người. Phốc, vừa thấy cổ họng hơi ngọt, khóe miệng ông ta lập tức tràn ra vết máu. Lưu Thiên và lão giả áo đen vội chạy tới, sắc mặt đại biến, Lâm Nhất vậy mà lại khống chế được linh nguyên tiên thiên của Lưu Đằng. Đường đường là gia chủ một gia tộc mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi ư. Tinh quang chớp động trong mắt Lâm Nhất, quyền này khiến hắn tự tin tăng vọt. Vừa dứt lời bèn đột nhiên mạnh mẽ lao về phía trước. Đánh ra một quyền nữa. Chương 224, Tế gia võ hồn. Hổ khiếu sơn lâm. Chỉ nghe thấy một tiếng gào thét truyền đến, uy áp tiên thiên trên người Lâm Nhất diễn hóa ra thế mãnh hổ, hắn quét ngang trời, đánh ra một quyền, phi phác lao tới. Với thực lực như hiện nay của Lâm Nhất, thì triển ra sát chiêu mãnh hổ quyền này dưới cảnh giới tiên thiên, uy lực so với trước đây hoàn toàn không thể so sánh nổi, phảng phất như một mãnh hổ tiên thiên thực thụ, giận dữ gào thét vang trời. Ầm ầm, âm thanh nổ tung đáng sợ dưới uy áp của một trường này vang lên liên miên không ngừng. Lui, trong mắt ba người lóe lên vẻ kinh ngạc, đều tỏ ra cực kỳ hoảng hốt, vội vàng bay lùi về sau. Thình thịch, quyền mang rơi xuống trên mặt đất, bề mặt núi đá nháy mắt nứt ra, khe nứt không ngừng lan tràn, vô số đá vụn dưới sự kích động của quyền mang mà bay lên không trung. Cỏ cỏ cỏ, tóc dài tung bay. Giữa vùng mi tâm của Lâm Nhất toát lên vẻ cực kỳ sắc sảo tùy ý, tự tin rõ ràng. Thân ảnh của hắn không ngừng nhảy nhót trên những tảng đá vỡ, tiếp tục hướng lên phía trên. Mãnh hổ quy sơn. Trong tích tắc đuổi theo ba người, hắn lại đánh ra một quyền vô cùng cuồng bạo nữa. Trong phút chốc, hắn hóa thân thành mãnh hổ quy sơn, chấn áp tám phía, giống như một bậc vương giả trở về. Ba người Lưu Đằng tiếp tục lui lại, nhưng vẫn bị dư âm quyền mang đánh trúng. Bị chấn cho bay đi mấy bước liền. Giết. Ánh mắt ba người âm trầm, vô cùng lão luyện, lúc trước nhìn trông như đang lùi lại, nhưng lùi lại có chương có pháp, điều họ chờ đợi chính là kẽ hở sau khi Lâm Nhất xuất chiêu.
khi quyền mang đã tan hết, uy áp tiên thiên của ba người liên kết lại thành một, hóa thành tảng núi to liên miên, hướng tới bao trục lấy Lâm Nhất, đồng thời cùng xuất ra sát chiêu, đánh về phía Lâm Nhất. Lại là chiêu này. Lúc trước, Lâm Nhất bị uy áp tiên thiên của ba người liên thủ lại khống chế đến mức không hít thở nổi. Nhưng hiện tại, lại vẫn muốn chơi chiêu này ư. Đến thì đến, xem ai sợ ai. Khóe miệng Lâm Nhất hơi cong lên, đột nhiên nghênh đón uy áp của tam đại cường giả tiên thiên, mạnh mẽ bước lên phía bước. Lập tức vừa bước ra đã khiến mây gió kéo đến. Phong tòng long, vân tòng hổ, phong vân hội tụ, long hổ sinh uy. Có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên từ trong người Lâm Nhất, dưới sự gia trì thêm của long hổ sinh uy áp tiên thiên của hắn bạo tăng mấy lần. Thình thịch, không hề có bất cứ sự chậm trễ nào, uy áp tiên thiên do ba người Lưu Đằng liên thủ lại ầm ầm vỡ tan như một viên ngọc vỡ bị thổi tan hết đi. Bách thú triều bái, sát chiêu mạnh nhất trong mãnh hổ quyền, bách thú triều bái, hiện lên một cách hoàn mỹ trong tay Lâm Nhất. Sát chiêu mấy người liên thủ thi triển ra trước mặt chiếu bách thú triều bái này chỉ chống cự được một lát, sắp không tiếp tục được nữa. Suy suy, Lưu Đằng, Lưu Thiên và lão già áo đen cắn răng chống đỡ, nhưng vẫn dần dần không địch lại được, bị Lâm Nhất từng bước bước lui. Thình thịch, trong quá trình lùi bước, linh nguyên tiên thiên cường đại của bốn người tản phát ra, khiến mặt đất bùng nổ vỡ nát, vô số đất đá bụi bặm tung bay. Võ giả Lưu gia đang quan sát trận chiến từ xa sợ đến mức run rẩy lẩy bẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Cuộc chiến của võ giả tiên thiên, những người này đừng nói là nhúng tay vào, ngay cả đến gần cũng không thể làm được. Đáng chết, mới có mấy ngày mà tên tiểu tử này lại trở nên mạnh như vậy rồi. Chứng kiến một thân thực lực của Lâm Nhất lại có thể khống chế được ba người phụ thân của mình, ánh mắt Lưu Vân đầy sự chấn động. Âm thanh nổ tung vang lên, ba người Lưu Đằng đồng thời bị đánh bay đi. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất tràn ngập thần sắc không thể hiểu nổi. Linh nguyên tiên thiên của đối phương không những cương mãnh bá đạo, mà còn mênh mông không dứt. Ba người bị áp chế hoàn toàn không có cơ hội để tạm nghỉ. Tên xúc sinh này không lẽ đã thật sự luyện hóa 11 cánh hoa hán kim liên rồi sao? Trong lòng ba người đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ ngay đến bản thân cũng không dám tin. Siêu. Nhưng công kích như cuồng phong bão táp của Lâm Nhất lại không cho mấy người đó nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi bách thú triều bái đánh bay ba người, hai tay ôm chặt hộp kiếm cổ đánh ngang ra. Dưới sự chống đỡ của linh nguyên tiên thiên, lực đạo mà hộp kiếm cổ bạo phát ra còn khủng bố hơn cả huyền khí trung phẩm. Đánh cho ba người Lưu Đằng không thể chống đỡ, chỉ đành liên tiếp lùi về sau. Khốn nạn, rốt cuộc là tại sao? Sắc mặt Lưu Đằng tái mét, nhìn Lâm Nhất tự tin đường hoàng, không ai bì nổi mà hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày trước, Lâm Nhất gặp ba người chỉ có thể quay người bỏ chạy, vậy mà hiện tại lại đang lấn át bọn họ. Ba ba ba. Sau hơn 10 chiêu, ba người đều đã để lộ sơ hở, bị Lâm Nhất liên tiếp đánh bay. Hộp kiếm trầm nặng đánh lên người có thể gọi là chật vật không chịu nổi, bị đánh trúng là toàn thân đau đớn, mặt mũi bầm dập. Sảng khoái. Trong lòng Lâm Nhất thét lớn một tiếng, toàn thân nhẹ nhõm thoải mái, cục tức phải nín nhịn mấy ngày trời cuối cùng cũng đã được phát tiết ra. Những cực khổ phải chịu vì luyện hóa hán kim liên cuối cùng cũng đã thể hiện bằng thực lực của bản thân. Đừng giữ nữa, tất cả tế võ hồn ra mau. Lưu Đằng xoay người đứng lên, sắc mặt âm trầm, vẫy tay một cái, võ hồn trường thương hàn băng của ông ta lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay. Xôn xao. Hai người còn lại cũng đồng thời ngưng tụ ra võ hồn của mình, nhất thời ba người bị bước vào đường cùng không ai còn giữ lại bất cứ nội tình gì nữa. Võ hồn. Trong lòng Lâm Nhất khẽ động. Đang định tế ra võ hồn của mình. Lắc lư. Võ hồn thuộc về hắn trong cơ thể là một thanh trường kiếm thoáng động đậy, còn chưa rút được ra chút nào thì trên chuôi kiếm đã hiện lên 9 sợi xiềng xích cổ xưa từ nơi tăm tối không rõ nào đó giữ lại. Xiềng xích không ngừng dao động trong người Lâm Nhất, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn quay cuồng, khí huyết bất ổn. Suýt chút nữa là không chịu được, sắp phải phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cũng may 9 sợi xích cổ xưa đó chỉ chợt lóe lên rồi không còn xuất hiện nữa. Võ hồn của ta, không thể tế ra ư. Nhìn thấy binh khí võ hồn hàm chứa lực lượng đáng sợ trong tay ba người đối phương, ánh mắt Lâm Nhất lộ ra vẻ ngờ vực nồng đậm. Chương 225, phế võ hồn. Võ hồn của tên tiểu tử này, lẽ nào không thể tế ra được ư? Chắc không phải là một phế võ hồn chứ? Ha ha. Nếu như thật sự là như vậy thì cũng không cần phải quá lo lắng rồi. Ba người Lưu Đằng đã tế ra võ hồn,
thấy Lâm Nhất vẫn chưa tế ra võ hồn bèn thầm trao đổi với nhau. Ba người trước đó bị đánh cho quá thảm, lúc này thấy Lâm Nhất không thể tế ra võ hồn, trong lòng dù có dự đoán thế nào cũng không dám hành động tùy tiện, tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Xem tên tiểu tử này rốt cuộc có ý đồ gì. Lưu Đằng nháy mắt ra hiệu với Lưu Thiên và lão giả áo đen, ba người từ ba hướng khác nhau từng bước áp sát tới. Sắc mặt Lâm Nhất không thay đổi, trong lòng có chút sốt ruột, võ hồn của hắn quả thực là không thể gọi ra được. Đã thử mấy lần rồi nhưng vẫn không chút động đậy. Chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, xiềng xích ở nơi tăm tối không rõ nào đó chấn cho ngũ tạng của hắn quay cuồng, khí huyết bất ổn. Ha ha ha, tên tiểu tử này thật sự không thể tế ra võ hồn. Lưu Đằng thấy khí thế của ba người đã hoàn toàn bao phủ Lâm Nhất nhưng đối phương vẫn không có phản ứng, liền không khỏi cười lớn lên. Làm thịt hắn. Xem hắn còn kiêu ngạo được đến bao giờ. Siêu. Ba người nhảy vọt lên trời, binh khí võ hồn nắm trong tay hướng về phía Lâm Nhất cấp tốc giết tới. Thực lực của võ giả tiên thiên khi tế ra võ hồn và không tế ra võ hồn có sự cách biệt một trời một vực. Có điều tế ra võ hồn cũng coi như là liều chết một phen. Chưa nói đến khi tế ra võ hồn sẽ tiêu hao tinh thần thế nào, mà một khi võ hồn có tổn hại gì thì sẽ không thể cứu vãn, khiến thương thế trở lại như nguyên trạng được. Keng keng keng. Lâm Nhất cầm trong tay hộp kiếm cổ, bình tĩnh lạnh lùng ứng phó với sự công kích của ba người, hiển nhiên là tốn sức. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng sau khi đối phương tế ra võ hồn, khí thế và thanh uy hoàn toàn được nâng lên một đẳng cấp khác. Trong sự uy áp cường thế, Lâm Nhất từng bước lui về sau. Sắc mặt ba người Lưu Đằng âm trầm, nhất chiêu nhất thức đều vô cùng hiểm độc, phát tiết ra nộ khí do bị Lâm Nhất chấn áp trước đó, có thể thấy vô cùng đắc ý. Tiểu súc sinh, xem ta làm sao xử lý ngươi đây, tất cả cùng lên. Lưu Đằng tay cầm trường thương, tấn công kịch liệt nhất, trong lúc nói chuyện vẫn điên cuồng triển khai thế tấn công sắc bén. Thình thịch, Lâm Nhất chịu một kích thật mạnh của ba người, tay cầm hộp kiếm cổ bị đánh bay đi 100 mét. Giết! Mắt ba người cùng sáng lên, khí thế bạo tăng, công pháp càng lúc càng sắc bén. Sau vài lượt giao thủ, lần nữa đánh ra một kích liên thủ cường đại, ba võ hồn đồng thời bị hộp kiếm cổ ngăn lại. Nhưng lực đạo thực sự quá mạnh, sắc mặt Lâm Nhất ngưng trọng, sau khi dùng nội kình thuần dương hóa giải vẫn bị đánh bay hàng 100 mét. Một thương này phải lấy mạng của ngươi. Ba người thấy Lâm Nhất lại lần nữa bị đánh bay đi, trong lúc hét vang, chuẩn bị cho Lâm Nhất một kích tất sát. Như vậy mà muốn lấy mạng của ta ư, ông cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Lâm Nhất cười khẩy, ba người này dựa vào uy lực của võ hồn, thật sự đúng là vô pháp vô thiên. Liếc nhìn ấn ký Hán Kim Liên trên mu bàn tay phải, Lâm Nhất đặt hộp kiếm cổ xuống mặt đất đến dầm một cái. Ầm, hộp kiếm trầm nặng đứng thẳng trên mặt đất, làm dấy lên một mảng bụi bặm. Hắn muốn làm gì? Tên khốn này muốn từ bỏ chống cự sao? Ba người Lưu Đằng nhìn nhau. Ánh mắt đều toát lên sự nghi ngờ, nếu không phải hộp kiếm cổ này có sức phòng ngự quá đỗi kinh người, thì sau khi tế ra võ hồn, Lâm Nhất không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ trong lúc khí thế yếu nhất lại đặt hộp kiếm cổ sang một bên. Khi mấy người còn đang hoang mang ngạc nhiên, Lâm Nhất đứng im bất động đột nhiên nắm chặt năm đầu ngón tay lại, đánh ra một quyền. Chỉ thấy trên quyền mang này có một đóa Hán Kim Liên màu vàng sáng rực đột nhiên xuất hiện, nở rộ ra hào quang rực rỡ. Khí thế khủng bố từ trên người Lâm Nhất bạo phát ra, hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn che kín bầu trời. Chỉ chốc lát, tầng mây một vùng trời lập tức bốc cháy, giống như một bức mảnh lửa, che lấp mặt trời. Vẫn chưa hết, khoảnh khắc sau khi Hán Kim Liên hoàn toàn nở rộ thì lập tức biến hóa huyền ảo thành dáng vẻ của hung thú thượng cổ Hán Bạt, hoành hành xông tới. Oanh! Trong âm thanh nổ vang, một kích đỉnh phong của ba người Lưu Đằng tay cầm võ hồn nháy mắt bị đánh tan, ầm ầm sụp đổ. Hung thủ Hán Bạt không ngừng thế tấn công, trực tiếp đánh lên người ba người, bạo phát ra làn sóng khủng khiếp. Phốc! Ba người cùng lúc phun ra máu tươi, bị đánh bay đi một cách hung hăng, sau khi rơi xuống đất thì nhất thời không thể đứng dậy. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy áng mây khắp bầu trời hóa thành huyết diễm bùng cháy. Phạm vi 10 dặm biến thành một màu đỏ thẫm, mặt đất không ngừng nứt toác ra, dày đặc giống như mạng nhện. Lửa cháy ngập trời. Đây chính là dị tượng liệt diệm phần thiên đó sao? Dưới dị tượng này, Lâm Nhất cảm thấy dòng chảy nội kình thuần dương trong cơ thể đặc biệt sục sôi, không ngừng cuộn trào. Chút bản lĩnh này mà đã đòi lấy mạng của ta sao? Chương 226, tịch thu túi chữ vật.
Lâm Nhất ngước mắt nhìn ba người đang giãy giụa phía trước, lạnh giọng nói, các người thật sự cho rằng ta không cách nào tế võ hồn, để mặc các người muốn chà đạp ta thế nào cũng được à? Ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Lưu Đằng loạng choạng đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng, lóe lên oán khí vô cùng âm độc. Lưu Thiên và lão giả Hắc Y cũng nghiêm mặt, dường như đã hạ quyết tâm. Vào! Trường thương trong tay Lưu Đằng đột nhiên ngưng tụ ra một ngọn lửa màu trắng âm lãnh, ngọn lửa kia bao phủ toàn bộ thân thương, sát khí đáng sợ thông qua mũi thương khuếch tán ra ngoài từng chút một. Binh khí võ hồn trong tay Lưu Thiên và lão giả Hắc Y cũng đồng thời ngưng tụ, khí thế đáng sợ trông vô cùng quái dị. Thiết tác Hàn Giang, huyết ảnh cuồng phong, nộ vân trảm. Ba người đồng loạt gầm lên một tiếng, võ hồn trong tay bộc phát ra khí thế kinh người, kế đó, cả ba cùng ném binh khí trong tay ra. Ầm. Ba loại võ hồn khai triển thành ba loại dị tượng sát chiêu, thế như trẻ che lao về phía Lâm Nhất. Sau khi thi triển sát chiêu, sắc mặt của ba người Lưu Đằng trở nên trắng bệch. Võ kỹ tiên thiên. Không đúng, hẳn là một loại võ kỹ cấm kỵ nào đó, hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều so với võ kỹ tiên thiên bình thường. Đây chính là át chủ bài của ba người bọn họ ư. Bong. Lâm Nhất vung tay, hộp đựng kiếm mở ra, tàng hoa kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cầm kiếm trong tay, giữa hai hàng lông mày của Lâm Nhất hiển lộ khí thế sắc bén đến đáng sợ. Sát chiêu của ba người trước mắt hoàn toàn khác biệt nhau, trường thương của Lưu Đằng khai triển thành một sợi xích sắt, giữa một trời gió tuyết dường như mang theo sức mạnh chia cắt không gian. Trường đao của lão giả Hắc Y thì bùng lên huyết quang, hóa thành từng luồng gió lạnh ẩn chứa vô số đao thế âm độc. Bảo kiếm của Lưu Thiên thì tách ra, sau đó hợp nhất, tạo thành một luồng kiếm quang chói lọi, dường như muốn chọc thủng mây xanh. Lâm Nhất không dám chủ quan, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ với một ý niệm, mũi kiếm đồng loạt nở ra bốn đóa hoa tường vi. Ngay khoảnh khắc hoa nở, kiếm quang chói lọi chiếu sáng cả một vùng trời. Hoa nổ tung đầy trời, Lâm Nhất cầm kiếm múa, vô số cánh hoa tường vi ngưng tụ thành vòi rồng, theo kiếm mà đi. Cánh hoa tường vi tạo thành vòi rồng, mang theo kiếm thế vô cùng sắc bén của Lâm Nhất quét ngang qua mọi thứ. Trong nháy mắt đã va chạm với võ kỹ cấm kỵ do ba người Lưu Đằng thi triển. Ầm. Dường như đất bằng dậy sóng, tiếng nổ như sấm rền vang lên không dứt. Thế đi của vòi rồng hình thành từ cánh hoa tường vi không gì cản nổi, phút chốc đã nghiền nát dị tượng do ba người kia diễn hóa thành. Phốc. Đột nhiên, có ba luồng sáng vọt thẳng vào cơ thể mấy người Lưu Đằng, khiến bọn họ phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất yếu ớt, không có sức tiếp tục trận chiến. Ba người bất chấp cơ thể suy yếu, lập tức xoay người bỏ chạy. Muốn chạy à? Lâm Nhất cười lạnh, cầm kiếm đuổi theo. Chỉ với mấy cú nhảy vọt lên, hắn đã bắt kịp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm quang lóe lên, trên người người bọn họ xuất hiện vết kiếm, máu tươi bắn tung tóe, giữa tiếng kêu la thảm thiết, cả bọn lần lượt ngã xuống. Đừng giết ta, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Nhìn Lâm Nhất từ từ tiến đến với táng hoa kiếm trong tay. Ba người Lưu Đằng hoảng sợ, luống cuống bỏ ra sau. Đừng mà! Lâm Nhất tra kiếm vào bao, ngay khi ba người thở phào nhẹ nhõm thì hắn đã lấy đi túi trữ vật của bọn họ. Ngươi! Lưu Đằng giận run người, cả gia tộc của ông ta đã hao tốn hơn 10 năm tích lũy vì hành động lần này. Hiện tại, túi trữ vật mang theo bên người đã là toàn bộ gia sản của ông ta, vậy mà lại bị Lâm Nhất lấy đi. Việc này khác nào khiến ông ta hoàn toàn mất đi cơ hội làm lại từ đầu. Không phục à? Sát ý trong mắt Lâm Nhất lập tức lóe lên, hắn cũng không ngại bổ cho lão già này mấy nhát nữa. Không có, không có. Cút đi. Ba người ù té chạy, không dám liếc nhìn Lâm Nhất dù chỉ là một cái, vội vã chạy thật xa. Liếc nhìn túi chứ vật nặng trịch của bọn họ, Lâm Nhất lộ vẻ hài lòng, đám người này coi như cũng biết điều. Trải nghiệm mấy ngày nay quả thật có rất nhiều thăng trầm. Đầu tiên, hắn giao chiến với lão già Hắc Y. Cướp được Hàn Vân Thương, đồng thời trải qua cửu tử nhất sinh lấy được Hán Kim Liên. Quá trình luyện hóa Hán Kim Liên vô cùng đau đớn, khó có thể hình dung được. Nhưng thấy được dị tượng liệt diễm phần thiên khủng bố cùng với uy lực mạnh mẽ của hoa mộc từ chốn nào, lại thấy bộ dạng thê thảm của ba người Lưu Đằng, hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá. Kỳ ngộ đến vốn là để thử thách bản thân có gan tranh đấu hay không. Lâm Nhất vung tay, trời mây rực lửa cùng với lửa đỏ chói mắt trên mặt đất đều tản ra. Hóa thành từng sợi lửa dung nhập vào mu bàn tay hắn, một lần nữa hóa thành một gốc Hán Kim Liên. Nhìn ấn ký trên mu bàn tay, Lâm Nhất khẽ nói,
dị tượng liệt diễm phần thiên này thật đáng sợ, không biết sau khi thực lực của ta tăng trưởng, nó có thể thật sự đạt đến cảnh giới phần thiên hay không. Chuyến này thu hoạch vượt ngoài mong đợi, hắn cảm thấy khá hài lòng. Chỉ có một điều duy nhất không trọn vẹn, đó chính là võ hồn kiếm gãy, quả thật có hơi khó đoán. Đi tìm huyết long mã trước đã, không biết tên nhóc kia lại lang thang ở đâu rồi. Lâm Nhất lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Chương 227, Bất Diệt Kim Cương Ấn. Trong rừng núi rậm rạp vang lên tiếng huýt sáo trầm thấp, du dương không dứt. Một lúc lâu sau, âm thanh vó ngựa nặng nề từ xa vọng đến. Thoáng chốc, bóng dáng của huyết long mã đã xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Mấy ngày không gặp, huyết long mã đã trở nên vạm vỡ hơn rất nhiều, da lông màu máu trơn bóng, mềm mịn như gợn sóng. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến bộ lông lay động, thoạt nhìn như một ngọn lửa đang rực cháy. Khá lắm, cao hơn nhiều so với ta rồi. Lâm Nhất từ trên cây nhảy xuống thì phát hiện huyết long mã đã cao hơn không ít, khiến người ta càng có cảm giác đè nén. Trên người nó ẩn hiện một tia uy áp làm hắn cảm thấy rất quen thuộc. Đây là... Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng Lâm Nhất cũng nhớ ra, tia uy áp kia giống với uy áp khi hắn nhìn thấy pho tượng giao long ở Thanh Vân Môn. Long uy. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất cảm thấy khiếp sợ, trong tên của huyết long mã có một chữ long, tuy nhiên, nó không có liên quan gì nhiều đến long tộc, huyết mạch trên người nó đã bị pha tạp đến mức không đáng để nhắc đến. Bốp. Đột nhiên, huyết long mã cúi thấp đầu, đâm sầm vào người Lâm Nhất, sức mạnh cực lớn khiến hắn suýt té ngã. Hắn đang định nổi giận thì thấy huyết long mã nhe răng cười, để lộ hai hàm răng trắng bóng, tiếp tục cúi đầu hướng về phía hắn. Sừng à. Lâm Nhất kinh ngạc phát hiện trước trán huyết long mã không biết từ khi nào đã mọc ra một cái sừng. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, bèn tiến lên nhìn kỹ, quả thật đó là một cái sừng. Là một cái sừng màu máu, mặc dù chỉ nhú lên một chút nhưng vẫn khiến người nhìn cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Khá lắm, có lẽ đây thật sự là một con huyết long mã biến dị. Sau khi nuốt một cánh hán kim liên, quả thực huyết long mã đã mang đến một bất ngờ lớn cho Lâm Nhất. Hắn sờ sờ cằm, dường như đang suy tư điều gì đó. Hiện tại huyết long mã đã gần tiếp cận cảnh giới tiên thiên, có nên cho nó viên yêu đan tiên thiên của ma diễm hổ hay không nhỉ? Cứ quyết định vậy đi. Dù sao hiện tại Lâm Nhất đã đột phá tiên thiên, viên yêu đan kia đã không còn quá nhiều sức hấp dẫn đối với hắn. Ngay lập tức, Lâm Nhất lấy ra yêu đan ma diễm hổ, đưa nó cho huyết diễm mã và nói, cho ngươi tiểu hồng. Vèo. Huyết long mã vọt đến nhanh như chớp. Há miệng nuốt viên yêu đan kia, dường như sợ Lâm Nhất đổi ý. Nhìn thái độ nôn nóng của nó, Lâm Nhất bật cười, chúc anh bạn may mắn. Đột phá tiên thiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi nuốt yêu đan, trên thân huyết diễm mã lập tức bộc phát một luồng sát khí kinh thiên động địa, da lông tỏa ra huyết quang mờ ảo, tựa như một ngọn lửa máu. Lâm Nhất tránh sang một bên quan sát, có thể đột phá tiên thiên hay không phải xem tạo hóa của huyết long mã. Bây giờ, việc hắn muốn làm chính là kiểm kê túi trữ vật của đám người Lưu gia một phen. Soạt. Lâm Nhất dùng phương thức đơn giản và thô bạo nhất ném đồ trong ba cái túi trữ vật xuống đất. Loảng xoảng. Phút chốc, một đống linh thạch xuất hiện trong tầm mắt, cơ bản đều là linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm cũng không nhiều, cùng lắm có hơn 1.000 miếng. Nói gì đi nữa Lưu gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ ở biên thùy, không thể nào mang theo quá nhiều linh thạch trung phẩm bên người được. Tuy nhiên, sau một hồi lục lọi, Lâm Nhất lại phát hiện có 10 miếng linh thạch thượng phẩm, hai mắt hắn tỏa sáng. Linh thạch thượng phẩm là đồ tốt. Có thể nói, thứ này rất ít khi được dùng để làm tiền tệ giao dịch, thậm chí không có mấy ai sử dụng linh thạch thượng phẩm để tu luyện. Bởi vì số lượng của chúng quá ít, thông thường đều được dùng cho trận pháp của Sơn Môn, hoặc dùng làm năng lượng chính cho khôi lỗi, chiến hạm. Sau một hồi tìm kiếm, Lâm Nhất còn phát hiện rất nhiều đan dược. Một vài loại dùng để bổ sung linh nguyên tiên thiên, chữa thương, phục hồi cơ thể, cũng có một số hỗ trợ tu luyện công pháp, vô cùng đa dạng và phong phú. Tuy không phải quá tốt, nhưng đối với kẻ trắng tay như Lâm Nhất thì rất quý giá. Lúc sắp kiểm kê hoàn tất, một bản bí tịch xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Võ ký tiên thiên bất diệt kim cương ấn, ấn này có lực sát thương cực lớn, nổi danh hung ác, chính là một trong những thức mở đầu của Long Hổ Quyền. Nếu tu luyện công pháp linh nguyên tiên tiên không đủ mạnh mẽ, bá đạo thì rất khó có thành tựu. Lâm Nhất đọc sơ qua một lượt, khi thấy mấy chữ thức mở đầu của Long Hổ Quyền, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Võ ký tiên thiên có 4 phẩm cấp, theo thứ tự là hạ phẩm,
trung phẩm, thượng phẩm cùng với siêu phẩm phẩm cấp vô cùng hiếm thấy. Nghe nói trên võ kỹ tiên thiên còn có võ kỹ cường đại và huyền diệu hơn thế nữa, chỉ khi đã thông huyền quan, bước vào cảnh giới huyền võ mới có thể tu luyện. Tuy nhiên, Lâm Nhất tạm thời không suy nghĩ đến vấn đề này, hắn chỉ mới khai mở nhãn khiếu mà thôi, còn lâu lắm mới có thể đả thông huyền quan, vượt khỏi tiên thiên. Trái lại, mấy chữ thức mở đầu của Long Hổ Quyền lại khiến hắn cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa khiếp sợ. Bất Diệt Kim Cương Ấn là võ kỹ thượng phẩm, nhưng chỉ có thể là thức mở đầu của Long Hổ Quyền, vậy Long Hổ Quyền nguyên vẹn mạnh đến mức nào? Nhất thời, Lâm Nhất có hơi hoảng hốt. Hắn không kiềm chế nổi. Vội mở bản bí tịch Bất Diệt Kim Cương Ấn kia ra xem từ đầu đến cuối. Sau khi xem xong, dường như Lâm Nhất đã ngộ ra điều gì đó, khó trách lúc giao thủ cùng ta, lão Lưu đằng kia không thi triển Bất Diệt Kim Cương Ấn. Thuộc tính băng của ông ta vốn không thể tu luyện thành công môn công pháp này, thế nhưng, rốt cuộc ông ta đã lấy được bản võ kỹ này từ đâu? Thật kỳ quái. Chương 228, tiến về Đại Tần Đế Quốc. Với thực lực và căn cơ của Lưu gia, rất khó có được một võ kỹ tiên thiên loại thượng phẩm, dù đó chỉ là thức mở đầu của Long Hổ Quyền. Xem ra tổ tiên Lưu gia từng có một vị cao nhân. Ta thử xem sao. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia mong đợi, có thể nói đây là võ kỹ tiên thiên hoàn chỉnh đầu tiên mà hắn được đọc. Nhắm mắt lại, hắn lẩm bẩm đọc bí tịch Bất Diệt Kim Cương Ấn vài lần, mãi cho đến khi thuộc lầu mới chính thức bước vào tu luyện. Linh nguyên thuần dương trong cơ thể tựa như một ngọn lửa màu vàng. Từ từ di chuyển dựa theo phương thức trong bí tịch đề cập. Chẳng mấy chốc, linh nguyên thuần dương đã cô đọng lại thành một khối, ngay lập tức, một luồng hơi thở bạo ngược hệt như kim cương trợn mắt từ trên người Lâm Nhất điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Vô số cổ thụ chọc trời ở bốn phía đều bị thổi nghiêng ngã, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đổ. Khối cầu được cô đọng từ linh nguyên thuần dương phát ra ánh sáng chói mắt, hệt như mặt trời màu vàng chóe, xung quanh là một vùng hỗn độn, không ngừng dao động. Phốc, mặt trời nhỏ được tạo thành từ linh nguyên thuần dương ào ào tán ra bốn phía trong cơ thể, sao động không thôi. Dưới sự tác động dữ dội, Lâm Nhất nếm trải từng cơn đau ập đến, mãi một lúc lâu sau, mới dần dần hồi phục trở lại. Hắn mở mắt, vẻ mặt có hơi tái, xem ra ta đã đánh giá thấp, dù chỉ là thức mở đầu nhưng nó vẫn là võ kỹ tiên thiên thượng phẩm. Lần đầu thử nghiệm thất bại, nhưng Lâm Nhất vẫn quyết không từ bỏ. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn thở hắt ra một hơi, lại lần nữa bắt đầu thử nghiệm. Thất bại, thất bại, thất bại, bùm. Trải qua vô số lần thất bại, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Nhất mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, không hề có một chút không cam lòng nào, hắn nuốt một viên đan dược chữa thương rồi bình tĩnh chờ thương thế hồi phục. Đợi đến khi vết thương đã hoàn toàn được chữa lành, Lâm Nhất lại tiếp tục thử nghiệm. Thời gian trôi qua, hắn không hề biết mệt mỏi. Cứ thử hết lần này đến lần khác. Lúc ban đầu còn chưa lưu loát, nhưng dần dần đã trở nên thuần thục hơn, tốc độ điều động linh nguyên cũng ngày càng mau lẹ. Lúc này, sau khi cô đọng thành khối cầu, linh nguyên thuần dương trong cơ thể không ngừng biến ảo, rốt cuộc biến thành một viên Phật châu tỏa ra khí tức trang nghiêm, bá đạo. Giống với những ghi chép trong bí tịch, độc nhất vô nhị. Lâm Nhất vội vàng chắp tay trước ngực, ngón tay thon dài hệt như cánh bướm vần hoa. Thoáng chốc đã co lại, kết thành một cái ấn kỳ lạ. Cũng ngay khoảnh khắc đó, Phật Châu được cô đọng từ linh nguyên bỗng chốc nổ tung, hóa thành 10 sợi ánh sáng hội tụ ở 10 đầu ngón tay Lâm Nhất. Phút chốc, đôi tay đang kết ấn tỏa ra kim quang chói mắt tựa như ánh mặt trời. Bất Diệt Kim Cương Ấn đã kết thành. Nhưng ngay lúc này, hai tay Lâm Nhất không ngừng run lên, cả người hắn cũng trở nên căng cứng. Linh nguyên bá đạo hội tụ ở 10 đầu ngón tay ngày càng nhiều. Dường như muốn khiến hai bàn tay nổ tung vì căng cứng quá mức. Lâm Nhất không chút hoang mang, hắn biết đã đến bước cuối cùng. Trong bí tịch có ghi lại rất nhiều người vì nôn nóng mà khiến hai bàn tay phát nổ ở bước này. Kinh nghiệm tu luyện hoa mộc từ chốn nào, đã giúp hắn tôi luyện được một trái tim bình thản người hoa tường vi. Cố chịu đựng áp lực, sau một hồi nhẫn nhịn, đột nhiên, hai tay kết thành thủ ấn đẩy mạnh về phía trước. Kim quang nổ tung. Sóng lửa khuếch tán ra ngoài theo hình gợn sóng, khiến toàn bộ cây cỏ xung quanh đều bị nghiền thành bụi phấn. Uy lực thật mạnh mẽ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Nhất cảm thấy rất kinh ngạc, e rằng dù có là cột đá cũng phải chịu kết cục tương tự. Hắn cúi đầu nhìn lại hai tay mình, vòng sáng hình thành từ Bất Diệt Kim Cương Ấn trong lòng bàn tay hắn vẫn còn đang nhấp nháy. Lâm Nhất siết chặt nắm đấm,
Cảm giác linh nguyên trong lòng bàn tay dường như vỡ tung, mang theo sức mạnh bất khả chiến bại. Sau khi được bất diệt kim cương ấn gia trì, rõ ràng quyền pháp cơ sở đã bộc phát ra uy lực của võ kỹ tiên thiên. Đánh xong bộ quyền thì ấn ký trong lòng bàn tay cũng dần dần tiêu tán, Lâm Nhất khẽ nói, hóa ra đây mới là ý nghĩa chân chính của mấy chữ thức mở đầu kia, bất diệt kim cương ấn chỉ được dùng để gia trì cho Long Hổ quyền mà thôi. Ngay khi Lâm Nhất còn đang thở dài cảm thán thì đột nhiên ở phía trước, cách đó hơn ngàn mét, có một tia sét màu đỏ tươi đánh xuống, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khoảnh khắc tia sét đánh xuống, áp lực khủng bố cũng theo đó mà lan tỏa khắp bốn phía. Lâm Nhất còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy lui ra sau vài trăm bước, đụng gãy mấy cây cổ thụ. Cũng may không có gì nguy hiểm, hắn vội đứng dậy, ngẩng đầu quan sát tình hình phía trước, rồi cau mày nói, đó chẳng phải chỗ huyết long mã đang đột phá sao? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lâm Nhất vội vã chạy về phía đó. Còn chưa chạy được mấy bước thì một luồng sát khí đáng sợ mang theo uy áp tiên thiên ập đến, khiến người ta khó có thể tiến về phía trước. Khi Lâm Nhất đến nơi thì kinh ngạc phát hiện toàn thân huyết long mã đang đắm chìm trong vô số tia chớp màu đỏ máu, trên người nó tản ra uy áp tiên thiên đáng sợ. Một lúc lâu sau, toàn bộ tia chớp vốn đang nổ đi đùng trên người nó đã hội tụ phía trên cái sừng màu đỏ ở trán. Thấy nó không có việc gì, Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ con ngựa đần này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy khi đột phá tiên thiên, khiến hắn uổng công lo lắng một phen. Lâm Nhất rời mắt, nhìn về phương xa, trầm giọng nói, huyết long mã cũng đã đột phá tiên thiên, nên chính thức đi đến Đại Tần Đế Quốc rồi. Chương 229, qua sông. 10 ngày sau, trong rừng cây rậm rạp, một con tuấn mã với bộ lông đỏ rực cứ thế xuyên thẳng qua rừng, nhanh như tia chớp. Uy áp tiên thiên vô cùng mạnh mẽ được phát ra từ trên thân hình màu đỏ ấy khuấy động khắp xung quanh, khiến đám thú dữ trong rừng đều run lẩy bẩy. Soạt! Thiếu niên mặc áo lam đeo hộp kiếm bên người đang ngồi trên lưng con tuấn mã kia đột nhiên mở rộng tầm mắt, ánh mặt trời vô cùng chói lóa. Thiếu niên khẽ nhắm hai mắt lại, cảm thấy có chút không quen. Tiếp tục hướng về phía trước để dò xét, tất thảy mọi thứ đều rõ nét, cách đó 10 dặm có một con sông nước ào ào chảy xiết. Tiếp tục đi tới, chính là sông núi kéo dài vô tận, tầng mây cao vút, cảnh tượng nguy nga oai hùng. Phù cuối cùng cũng rời khỏi dãy núi Hoàng Vân rồi. Thiếu niên áo lam này không phải ai khác mà chính là Lâm Nhất. Sau khi huyết long mã đột phá tiên thiên thì đã chẳng còn là vướng bận nữa, nó cứ thế phi nước đại cả đường đi. Tốc độ của huyết long mã sau khi đột phá nhanh đến khó tưởng, chẳng khác nào như đang bay lướt trên đất bằng. Dẹt dẹt. Trên vó ngựa thậm chí còn có cả tia chớp màu đỏ, không ngừng vang lên những tiếng dẹt dẹt. Lâm Nhất ngồi trên lưng ngựa, lôi bản đồ ra, đối chiếu với hoàn cảnh xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên con sông có dòng nước chảy xiết. Theo những gì được ghi lại trên bản đồ, bây giờ mình đã chính thức bước lên lãnh thổ của đế quốc Đại Tần. Địa điểm diễn ra trận chiến kịch liệt với Lưu Gia ở trong rừng trước đó cũng chưa thuộc về lãnh thổ đế quốc. Thành Thanh Ninh nơi mà Lưu Gia ở chính là một tòa thành nhỏ vùng biên cương, nhỏ bé đến mức không đáng được chú ý. Khu vực này ở đế quốc Đại Tần là quận Thanh Dương, địa phận của một quận mà lại có diện tích lớn hơn mấy quốc gia xung quanh cộng lại. Nếu như ta tiến sâu vào bên trong quận Thanh Dương, hoặc là trèo núi, hoặc là xuôi dòng chảy đi xuống. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, có vẻ con đường nào cũng đều không dễ đi. Cứ đi coi thử xem sao đã. Cộp cộp cộp, huyết long mã cứ thế chạy băng băng, chỉ vài nhịp thở đã chở Lâm Nhất đi tới bên bờ sông. Bờ sông này rộng thật. Vừa nãy ở cách nơi đây khá xa nên không cảm nhận được sự rộng lớn của con sông này, đến lúc lại gần rồi mới phát hiện ra nó thật khác biệt. Mặt sông rộng tựa như hồ nước, Lâm Nhất liếc mắt trông về phía xa, nhưng chỉ thấy được cảnh tượng mông lung mơ hồ thấp thoáng ở bờ bên kia. Ít nhất cũng phải lên tới gần 1.000 mét. Hắn chưa từng nhìn thấy con sông nào rộng lớn thế này. Xem ra có thể bỏ qua suy nghĩ trèo núi kia được rồi. Với thân pháp của hắn, nếu bay trên không, nhiều nhất cũng chỉ bay được 300 mét. Về phần hộp kiếm cổ, sau khi được bổ sung linh nguyên tiên thiên, hẳn là có thể bay đến ngàn mét. Nhưng phía trên dòng sông này thỉnh thoảng lại nổi gió mạnh, sóng lớn không ngừng thét gào, vô cùng đáng sợ. Mặc dù hộp kiếm cổ này có thể chở người, nhưng cũng không được ổn định cho lắm. Khi bầu trời tĩnh lặng không có sóng cũng chẳng có gió mà còn hơi lung lay, nếu bay ngang qua mặt sông hung hiểm thế này thì quả là quá mạo hiểm. Hơn nữa, dù hắn qua được, nhưng huyết long mã cũng sẽ không qua được. Huyết long mã chạy như bay,
nhưng đó cũng không phải là bay thật. Quay đầu lại khu rừng ban nãy, Lâm Nhất chọn cách chặt mấy thân cây nhỏ vừa tầm, cột chung với nhau để làm thành một chiếc bè gỗ đơn giản. Một người một ngựa lần lượt nhảy lên trên chiếc bè gỗ, cứ thế xuôi theo dòng nước. Lúc nước lững lờ trôi, Lâm Nhất liền tăng linh nguyên tiên thiên vào trong chiếc bè gỗ, để bay lướt phía trên con sông. Dùng linh nguyên tiên thiên để điều khiển bè gỗ tiến về phía trước tiêu hao quá nhiều. Nhưng cũng may khoảng thời gian sau, dòng nước chảy xiết hơn nên không cần cố gắng điều khiển chiếc bè trôi đi. Chiếc bè gỗ chở Lâm Nhất và Huyết Long Mã trôi theo dòng nước, tốc độ không hề chậm chút nào. Lâm Nhất ngồi xếp bằng, mặc cho nước sông không ngừng khuấy động mà nhắm mắt tu luyện. Con mắt được mở ra trước ngực liền điên cuồng hấp thu linh khí trời đất, tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần so với cảnh giới hậu thiên, khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi cấp bậc tiên thiên thất khiếu được khai mở thì tốc độ hấp thu linh khí trời đất lại càng nhanh hơn hẳn trước đó. Cách biệt giữa tiên thiên và hậu thiên chính là khoảng cách một trời một vực. Khi đạt tới cảnh giới tiên thiên mới được coi như chính thức bước lên con đường tu luyện võ đạo, còn tất thảy những gì trước đó chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi. Dưới trợ lực của Hán Kim Liên 11 cánh, tiên thiên thuần dương công của Lâm Nhất sớm đã đột phá đến tầng thứ 3 từ lâu. Hiện giờ, linh nguyên thuần dương bên trong cơ thể đã vô cùng hùng hậu mà ngưng luyện, giữa dòng chảy trong kinh mạch, âm thanh chảy xiết cũng chẳng nhỏ hơn so với dòng sông này là bao. Đợi tới lúc hắn mở hai mắt ra, trong mắt đã bừng sáng, hai mắt hắn sáng ngời và sâu hoắm tựa như viên bảo thạch vậy. Sắc trời dần tối. Khuôn mặt tuấn lãng của thiếu niên thanh tú dưới dáng chiều thoạt nhìn lại càng trần ngập mị lực. Lúc này đang là mùa thu. Hai bên bờ sông, giữa rừng cây rậm rạp tùm, cành lá đều mang sắc màu đỏ rực. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, những tán lá rậm rạp tựa như pháo hoa được điểm thêm đôi phần u sầu. Lâm Nhất thưởng thức cảnh đẹp bên bờ, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác, trong đôi mắt sáng ngời tựa ánh sao dường như nhiều thêm một chút muộn phiền lắng lo. Thử nghiệm hơn 10 ngày trời mà võ hồn vẫn chỉ như một đầm nước sâu, không hề có bất cứ dao động nào. Bất kể hắn cố gắng ra sao, nhưng lại chẳng thể nào rút được chuôi kiếm gãy kia ra. Biết bao lần, thậm chí còn bị xiềng xích tạo thành thương tích, thật khiến người ta buồn bực chán nản. Hắn không e ngại chuyện võ hồn là một đoạn kiếm gãy, chỉ sợ nó là phế võ hồn, bởi vì võ hồn vô dụng cũng tương đương với việc tuyên án tử hình cho hắn. Đả kích này quả thật quá lớn đối với người hay do dự như hắn. Đặt hộp kiếm xuống dưới, Lâm Nhất rút táng hoa kiếm ra, đứng trên bè gỗ. Keng. Chương 230, một tia kiếm quang. Thân táng hoa kiếm tựa như một dòng suối mùa thu lướt qua trước mắt Lâm Nhất. Nhìn thanh kiếm trong tay, rồi lại nhìn dòng nước đang chảy cuồn cuộn, trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Đột nhiên hắn nhảy bật lên, thi triển lưu phong kiếm pháp ngay trên mặt sông. Nước tụ thành sông. Chảy xiết như gió, lưu phong kiếm pháp, lưu thủy như phong. Trên mặt sông, cơn gió mạnh chẳng hề ngừng lại một giây phút nào, nước sông cứ thế ào ào chảy xiết, vô cùng hài hòa với ý cảnh của lưu phong kiếm pháp. Hắn đã thi triển ra được lưu phong kiếm pháp viên mãn đỉnh phong hoàn hảo không chút tì vết. Một chiêu rồi lại một thức cứ như hạ bút thành văn, tùy tâm sở dục. Trong lúc ra chiêu, dường như đôi chân không hề chạm đất, chẳng lưu lại chút dấu vết nào. Cho đến khi hạ xuống, mũi chân khẽ chạm nhẹ lên mặt nước, nhân lúc gió mạnh lại một lần nữa bay lên không trung. Dường như khung cảnh lại quay về cái đêm đối kiếm cùng Tô Hàm Nguyệt trước kia. Dường như chìm hẳn vào cảnh giới vong ngã, đắm chìm trong kiếm đạo, quên đi tất thảy mọi điều trên thế gian. Chỉ có thanh kiếm trong tay cùng nước sông cuồn cuộn, và cả cuồng không thét gào không ngừng làm bạn với hắn. Vi hu, chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng người lướt nhanh trên mặt sông. Người đó đạp lên mặt nước bay lên. Tựa như ảo ảnh, trong chớp mắt đã lướt ngang qua chỗ Lâm Nhất đang múa kiếm. Chỉ lưu lại một mùi hương thơm ngát tản ra khắp mặt sông. Ý! Chủ nhân của bóng dáng kia đột nhiên vòng trở lại, nhìn Lâm Nhất đang múa kiếm rồi khẽ bật thốt lên một câu ý. Đôi mắt của cô gái áo đỏ khẽ nheo lại, cong cong trông thật đáng yêu. Trên người nàng tản ra một loại khí chất thanh tục xuất trần vô cùng đặc biệt, tựa như tiên nhân sắp sửa phi thăng. Thế nhưng đôi mắt biết cười nhỏ xinh cong cong trên gương mặt ấy đã làm giảm bớt tiên khí trên người nàng, kéo nàng lại gần với nhân gian hơn. Kiếm pháp tinh diệu như thế mà lại xuất hiện trên người võ giả tiên thiên nhất khiếu, quả đúng là khó tưởng. E là không bao lâu nữa sẽ nắm giữ được kiếm ý, để ta giúp ngươi chút nhé. Thiếu nữ mỉm cười, mũi chân khẽ chạm lên mặt nước, sau đó dừng lại ở giữa đám lá cây đỏ thấm trên bờ,
Tháo ống sáo đang đeo bên hông xuống, đặt bên môi và nhẹ nhàng thổi. Lâm Nhất đang đắm chìm trong Lưu Phong kiếm pháp đột nhiên nghe thấy tiếng sáo loáng thoáng, hệt như âm thanh trên trời. Mới đầu, Lâm Nhất cũng chẳng để ý lắm, chỉ cảm thấy tiếng sáo kia nghe hay thật, giống như âm thanh của giới tự nhiên. Nhưng thời gian dần trôi, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện cảm giác kinh ngạc, chẳng rõ tiếng sáo tự dưng cất lên kia lại hòa hợp với kiếm pháp của hắn. Lúc hắn tung chiêu sắc bén, tiếng sáo cũng vút cao, tựa như muốn xuyên thẳng trời cao, khiến lòng người nghe sục sôi. Đến khi chiêu thức của hắn kéo dài, tiếng sáo lại trầm hơn, song, nó vẫn nhẹ nhàng trong veo. Bất chi bất giác, tiếng sáo biến đổi không ngừng đã chỉ dẫn hắn luyện kiếm. Đến cuối cùng, Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc nhận ra, kiếm thế khủng khiếp ban nãy của mình giờ đang dần dần ngưng tụ lại. Huyền diệu cùng cực, khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Thế kiếm cũng có thể cô đọng được giống như linh nguyên sao. Tụ kiếm thành gió, hồi quang lưu ảnh. Phong quá vô ngân. Đến khi ba sát chiêu mạnh nhất của Lưu Phong kiếm pháp được thi triển hoàn tất, thế kiếm của Lâm Nhất cũng đột ngột ngưng tụ, trong nhất thời kiếm thế vô biên ấy dường như đã dung hòa cùng với sông nước nơi đây. Người và kiếm đạt tới độ hợp nhất mà trước nay chưa từng có. Trước mắt nhìn, ngọn sóng trào dâng, tạo thành vô số bọt nước, tất thảy đều trở nên rõ nét trong đôi mắt hắn. Gió phút này, người và kiếm đã hợp nhất, tất thảy mọi thứ trong đất trời dường như đang ngưng kết sau chiêu kiếm ấy. Loạt xoạt, võ hồn kiếm gãy như đã rút ra thêm nửa tấc, quanh thân kiếm dường như có một kiếm quang uốn lượn. Trong lòng Lâm Nhất khẽ động, nhanh chóng thu kiếm về, lại nhảy xuống chiếc bè gỗ ban đầu. Ánh mắt hắn nhìn quanh, chỉ thấy trong đám lá cây đỏ rực bên bờ có một thiếu nữ áo đỏ cầm tiêu đang đứng. Thiếu niên, kiếm pháp tốt đấy. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, đôi mắt cười cong cong thành hình bán nguyệt. Cảnh sắc sông núi xung quanh dường như thua cả nụ cười mê người ấy, trở nên ảm đạm mờ nhạt. Này, cô nương! Lâm Nhất vội hô lên, nhưng thiếu nữ kia lại không để ý tới hắn nữa, nàng tựa như tinh linh, dần biến mất trong làn hơi nước mờ ảo. Nhìn bóng dáng xa dần đầy quỷ mị của đối phương, Lâm Nhất bỗng lắc đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Còn chưa kịp nói câu cảm ơn mà đối phương đã lại rời đi như thế. Trong lòng hắn lúc này nảy sinh cảm giác kích động. Võ hồn không hề nhúc nhích chút nào suốt bao nhiêu ngày nay, không ngờ bây giờ lại rút ra được nửa tấc. Có thể thấy rõ, võ hồn của hắn cũng không phải võ hồn kém cỏi, lại chẳng phải kiếm gãy gì kia. Mà là một thanh kiếm cổ được cắm ở nơi hắc ám, không phải không thể rút ra được, chẳng qua phải cần ngộ tính cực cao đối với kiếm đạo mới có thể rút được nó ra. Vừa nãy, vào lúc hắn đạt tới trình độ người và kiếm hợp nhất thì đã rút được thanh kiếm cổ kia ra thêm chừng nửa tấc. Cơ mà kiếm quang lượn lờ này là gì nhỉ? Nếu hiện giờ tạm thời không thể rút được võ hồn kiếm cổ ra, vậy sợi kiếm quang này thì sao? Trong lòng trận này sinh suy nghĩ, Lâm Nhất bỗng vung ra một kiếm. Quỳnh! Chỉ thấy một luồng kiếm mang phát ra từ trên lưỡi táng hoa kiếm, mặt sông mênh mông ban đầu lại tựa như miếng đậu hũ, cứ thế bị ánh sáng kia cắt thành một vết nứt. Chương 231, đoán là cố nhân. Vết nứt trên mặt sông kéo dài chừng hơn 500 mét. Với tầm nhìn hiện giờ của Lâm Nhất, hắn thật sự thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu không có tia kiếm uốn lượn quanh võ hồn kiếm cổ, dù hắn có xuất toàn lực cũng không thể nào tách được mặt sông ra dù chỉ nửa mét. Quỳnh! Nước sông nhanh chóng cuồn cuộn khép vết nước kia lại, tạo thành một màn chắn nước dài hơn 500 mét, cột sóng cao gần ngàn mét. Ầm ầm! Mặt sông vốn tĩnh lặng nay đã dậy sóng, bè gỗ cũng chập trùng rung lắc theo từng nhịp sóng lớn. Trên mặt Lâm Nhất lộ rõ vẻ vui mừng, hắn không ngừng cười to, dù tiếng sóng rít gào vô cùng vang dội song lại chẳng thể át được hoàn toàn tiếng cười ấy. Hay, hay lắm, để xem sau này còn ai dám nói võ hồn của ta vô dụng, ta sẽ cho hắn ta nhìn coi uy lực thật sự của võ hồn này. Trên chiếc bè gỗ, Lâm Nhất gần như đã nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Hắn rất cần giải tỏa cảm xúc, hơn chục ngày trước, đám ba kẻ Lưu Đằng còn chế giễu võ hồn của hắn vô dụng. Không có cách nào rút ra được. Sau đó, hắn hung hăng đánh đám người kia một hồi, xong, cơn tức giận trong lòng vẫn chẳng thể tiêu tan. Bởi vì hắn quả thật không có cách nào rút được võ hồn của mình ra. Hắn thắng đối phương nhưng không dựa vào võ hồn, mà là nhờ dị tượng của liệt diễm phần thiên. Bất kể thoạt nhìn trông hắn bình tĩnh đến mức nào, nhưng sâu trong lòng chắc chắn đã dậy sóng. Chỉ cần chưa rút được võ hồn ra, sự lo lắng ngổn ngang trong lòng Lâm Nhất không có cách nào trừ bỏ được. Giờ phút này đây, trong lòng hắn chẳng còn chút e dè nào nữa, tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết.
Sau khi kiếm quang bộc phát, Lâm Nhất chợt phát hiện sợi ánh kiếm luôn uốn lượn xung quanh thanh kiếm cổ đã trở nên ảm đạm hơn nhiều. Hắn thử xuất ra chiêu thức lúc nãy, nhưng lần này lại không thành công. Ổn định tinh thần, dường như hắn có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, xem ra cần phải tu luyện thật tốt mới được, hiện giờ chỉ mới bộc phát được một lần, dù rằng mạnh mẽ nhưng không thể chiến đấu trong thời gian này. Nếu như có thể tăng cường sợi kiếm quang này trên thân kiếm mãi, vậy thì hiệu quả không thua kém võ hồn của những võ giả khác, thậm chí còn mạnh hơn là đằng khác. Ngoài việc này ra, điều khiến Lâm Nhất vui mừng hơn nữa chính là dường như cảm ngộ về kiếm đạo của hắn đã đột phá được bình cảnh nào đó rồi. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Nhất liền dở cuốn ghi chép dị văn võ đạo ra để xem. Cảm ngộ kiếm đạo chia thành nhiều cấp bậc, thấp nhất là tạo ra kiếm thế, người tập võ đều có linh khí, lúc sử dụng kiếm cần phải chuyển linh khí kia thành kiếm thế. Đến lúc kiếm thế đạt đến độ cao nhất thì có thể làm mọi thứ theo ý mình, sau đó đột phá tạo ra kiếm ý. Kiếm ý còn sắc bén và cô đọng hơn kiếm thế rất nhiều, nó có thể tùy ý giết chết người khác. Một kiếm khách mạnh đó là, khi trong lòng vừa nảy sinh suy nghĩ, kiếm ý xuất hiện, đầu người mình muốn giết liền rơi xuống tức thì. Về phần kiếm khách truyền kỳ, kiếm ý sẽ tồn tại mãi mãi, hiên ngang giữa đất trời. Nhưng kiếm ý rất khó lĩnh ngộ, hiếm người luyện được. Chỉ hiểu mà không thể diễn đạt nổi bằng lời, cần phải có ngộ tính cao khủng khiếp mới có thể làm được. Không hề liên quan gì tới tu vi, mỗi người mỗi khác. Sau khi đạt được kiếm thế đại thành, lên tới cảnh giới người kiếm hợp nhất, thì đã có thể coi như bước được một chân vào ngưỡng cửa tu luyện kiếm ý. Trên kiếm ý còn có loại cảm ngộ kiếm đạo khác mạnh hơn nữa, tạm thời lược bớt. Đoạn tạm thời lược bớt cuối cùng khiến Lâm Nhất cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, trong lòng bỗng thở dài khe khẽ. Suy cho cùng đây cũng chỉ là cuốn sách viết khái quát, những ghi chép dị văn về võ đạo gần như đều sơ lược. Cứ đến đoạn cần thiết là lại lược bớt. Thế nhưng nó cũng đã cho Lâm Nhất đáp án rồi, loại cảm ngộ kiếm đạo mà hắn vừa mới đột phá chính là người kiếm hợp nhất. Đạt tới cảnh giới này cũng coi như bước được một chân vào cánh cửa tu luyện kiếm ý, nó còn được gọi là bán bộ kiếm ý. Ánh mắt Lâm Nhất lộ rõ mong chờ, hắn khẽ giọng thì thầm, lòng vừa nảy sinh suy nghĩ, kiếm ý xuất hiện, người kia bị giết tức thì. Không biết đến bao giờ mình có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Quả thật rất cần cảm ơn thiếu nữ áo đỏ có đôi mắt cười cong cong như vầng trăng hồi nãy. Có lẽ nàng chỉ muốn giúp đỡ Lâm Nhất phần nào, giúp hắn đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, nhưng trong lúc vô tình cũng lại giúp hắn đả thông chướng ngại võ hồn. Lung lay, nghiêng ngả. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, đột nhiên phát hiện chiếc bè gỗ dưới chân rung rung, không được tự nhiên. Quay đầu mới nhìn thấy Long Huyết Mã đang đứng trên đoạn bè gỗ bị ngọn sóng lắc lư dọa cho run lẩy bẩy. Mỗi lần bè nước bị ngọn sóng đẩy lên, thì Long Huyết Mã lại càng bị dọa run nhiều hơn. Chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Nhất không khỏi cười ha hả, nhóc con không sợ trời chẳng sợ đất này vẫn còn giã tính, chẳng ngờ lại có lúc run lẩy bẩy đến mức độ này. Dù rất muốn giúp nó, thế nhưng Lâm Nhất lại chẳng có cách nào cả. Nếu quanh đây có chiếc thuyền nào đi ngang quá thì hay quá, song, mặt sông tuy rộng rãi nhưng không hề thấy bất cứ chiếc thuyền chở hàng nào. Nhắm mắt lại, Lâm Nhất liền ngồi xếp bằng xuống để tĩnh tu. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời trải khắp dòng sông, mặt nước mênh mông rộng lớn đều lấp loáng ánh nắng. Lâm Nhất mở mắt ra, đón chào ánh mặt trời, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Chỉ qua một đêm, tia kiếm quang uốn lượn phía trên thanh kiếm cổ gần như đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong nhất thời, Lâm Nhất cảm thấy phấn khích không thôi. Chương 232, gặp được cố nhân. Hắn không thể tế ra cổ kiếm nên thực sự quá yêu thích sợi kiếm quang này. Hôm nay phải thử nghiệm ngưng tụ sợi kiếm quang này lên thân kiếm, ngậm vào chứ không tán phát ra. Nghĩ sao làm vậy, sợi kiếm quang quấn quanh võ hồn liền khẽ động đậy theo. Lực lượng bạo tạc trong một hơi thở như muốn phá tan táng hoa kiếm, kích động mà ra. Lâm Nhất đã có sự chuẩn bị trước, dùng ý niệm mạnh mẽ khống chế lên thân kiếm. Ong! Táng hoa kiếm không ngừng rung động. Thân kiếm như phù dung thu thủy bảo phát ra kiếm mang óng ánh, khiến hắn có chút khó có thể kiểm soát. Đừng, đừng, đừng. Thân kiếm như một con ngựa hoang bị đứt dây cương, khiến Lâm Nhất chồng chành sang trái rồi lại sang phải, một khi bất cẩn là lập tức rơi ra khỏi bè gỗ ngay. Người kiếm hợp nhất. Đúng lúc then chốt, Lâm Nhất nhớ lại cảm ngộ kiếm đạo hôm qua, vội vàng thi triển ra. Xôn xao. Kiếm thế trên người đột nhiên thay đổi, người và kiếm hoàn mỹ khớp với nhau. Thân kiếm run run không ngừng bị hắn mạnh mẽ khống chế, không còn run nữa. Lưu Phong kiếm pháp. Lâm Nhất cười lớn một tiếng,
dùng kiếm quang để ra trì lên thân kiếm, lại lần nữa thi triển ra lưu phong kiếm pháp lên mặt sông. Thình thịch. Trong lúc kiếm quang bay múa, mặt nước phát ra những âm thanh nổ tung ầm ầm, từng đợt sóng cuộn trào lên không trung. Thấy lưu phong kiếm pháp có thay đổi lớn về uy lực, trên mặt Lâm Nhất lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ giọng cười nói, lại lần nữa. Tụ kiếm thành phong. Táng hoa kiếm điên cuồng xoay tròn trong lòng bàn tay, cùng với Lâm Nhất đứng dậy nhảy lên, mũi kiếm xoay tròn hút một cột sóng nước như vòi rồng lên theo. Hồi quang lưu ảnh. Thình thịch một tiếng, vòi rồng nổ tung, ào ào rơi xuống, tựa như một trận mưa lớn tầm tã. Sau khi mưa rơi xuống, sợi kiếm quang theo quỹ đạo xoay tròn của Lâm Nhất để lại từng phiến tàn ảnh, dưới nửa bước kiếm ý, hàng vạn giọt nước dường như ngưng động lại theo tàn ảnh, vô cùng huyền diệu. Phong qua vô ngấn. Lâm Nhất quay người, chém ra một kiếm, nhân ảnh như gió, bay vút mà tới. Nổi gió, nổi nước. Hàng vạn giọt nước ngưng kết lại trong không trung lúc nãy dưới một kiếm quay người lại chém ra này của Lâm Nhất, bồng bềnh bay hướng lên trên, từng giọt nước như viên trân châu bằng mắt thường cũng có thể thấy đang bốc lên như hơi nước. Đợi đến sau khi Lâm Nhất chém ra một kiếm phong qua vô ngấn xong thì hàng vạn viên nước đột nhiên ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, ánh huỳnh quang nở rộ trên thân kiếm cũng từ từ biến mất. Lực lượng do một mạt kiếm quang này ra chỉ thêm vào đã bị hắn hoàn toàn tiêu hao. Không tệ, vậy mà có thể hỗ trợ cho ta thi triển ra toàn bộ bộ kiếm pháp này. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, vẻ mặt toát lên sự hài lòng. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm đoán, rút cổ kiếm ra nửa tấc mới có thể xuất ra một mạt kiếm quang này. Nếu như sau này rút ra được nhiều hơn thì chẳng phải có thể sinh ra càng nhiều kiếm quang hơn ư. Mặc dù hạt giống tiên thiên có thể sản sinh ra hàng vạn võ hồn, nhưng võ hồn này của ta cũng có vẻ quá kỳ diệu rồi. Đặt táng hoa kiếm vào trong hộp kiếm cổ, đeo lại lên lưng, Lâm Nhất nhất thời vẫn chưa hiểu rõ. Võ hồn không thể tế ra, kiếm quang đi kèm thì lại có thể tế ra. Nhưng nghĩ lại thì mới chỉ vỏn vẹn một sợi kiếm quang đã cường đại như vậy, đến khi thật sự tế được thanh kiếm này ra thì còn đáng sợ đến mức nào nữa. Sau hai canh giờ, Lâm Nhất nhắm mắt tĩnh tu bị tiếng hí của con huyết long mã đánh thức. Quay đầu lại nhìn thì thấy ở cuối tầm nhìn xuất hiện một con thuyền lầu khổng lồ. Không biết là thuyền chở hàng hay thuyền chở khách, nếu như là thuyền chở hàng thì có thể xin đi nhờ một đoạn. Thuyền chở khách người đông, chắc chắn sẽ không đồng ý cho một người một ngựa cùng lên. Thuyền chở hàng dễ nói hơn, chỉ cần trả đủ linh thạch thì lên thuyền không khó. Cứ ngồi mãi trên bè gỗ cũng không phải là cách hay. Tốc độ di chuyển trên sông của thuyền lớn nhanh hơn nhiều so với chiếc bè gỗ này của Lâm Nhất. Chẳng bao lâu đã có thể đi được hàng ngàn mét rồi. Lâm Nhất nhìn thấy thuyền lầu, dựa vào độ ăn sâu xuống nước có thể đoán ra đây chắc hẳn là thuyền chở khách. Nghĩ một hồi Lâm Nhất thu lại tầm mắt, không nhìn thêm nữa. Nếu có thuyền bè qua lại thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp được một thuyền chở hàng, đến lúc đó xin lên cũng không muộn. Chỉ chốc lát, thuyền lớn đã đi song song trên mặt sông với Lâm Nhất. Trước mặt con thuyền lầu khổng lồ, chiếc bè gỗ của Lâm Nhất nhỏ đến đáng thương. Trước mũi thuyền, không ít người nhìn thấy một người một ngựa đứng trên chiếc bè gỗ đơn sơ, đều không nhịn được cười. Đúng là không ngoài dự đoán của hắn, căn bản không có ai để ý đến hắn, muốn cho hắn lên thuyền. Nhưng khi con thuyền đó đang chuẩn bị lướt qua, một giọng nói có chút lạ lẫm vang lên, có phải là Thanh Vân Môn, Lâm Nhất không? Lâm Nhất ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn, hắn cũng chẳng lấy làm quen tai với giọng nói này lắm, nhưng đến khi nhìn rõ người lên tiếng thì ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ là hắn ta. Thực sự khiến người ta bất ngờ, ở tận quận Thanh Dương, Đại Tần Đế Quốc mà lại gặp được người này. Chương 233, Tam Đại Tông Môn quận Thanh Dương. Phong Vô Hằng. Người đứng ở mũi tàu gọi Lâm Nhất chính là thiếu môn chủ của Huyền Dương Môn ở nước Thiên Thủy, Phong Vô Hằng. Lâm Nhất chỉ gặp một lần đối phương tại Tứ Tông tranh tài, sau đó thì không có giao lưu gì với người này cả. Về phần Huyền Dương Môn, ở nước Thiên Thủy vẫn luôn khá khiêm tốn, nội tình bên trong ít người biết được. Thật sự là ngươi. Đến khi Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, Phong Vô Hằng chắc chắn đó là Lâm Nhất thì sắc mặt vui mừng vội quay sang nói chuyện với người nào đó. Một lát sau chỉ thấy người nói chuyện với hắn ta liếc nhìn Lâm Nhất một cái rồi khẽ gật đầu. Lâm Nhất, nếu đã tiện đường thì lên đây cùng đi đi. Phong Vô Hằng lên tiếng mời Lâm Nhất lên thuyền. Lâm Nhất suy tư một lát rồi lại nhìn sang con huyết long mã bên cạnh, gật đầu nói đa tạ. Thuyền dừng ở giữa sông, chậm chậm buông thang dây xuống. Không cần. Lâm Nhất nhảy lên ngựa,
Vỗ vào trán con huyết long mã, Tiểu Hồng lập tức hiểu ý, ánh mắt lóe lên thần sắc hưng phấn. Hai ngày nay, nó sắp chán chết trên cái bè gỗ này rồi. Chỉ thấy nó nhìn về phía thuyền lầu, tứ chi tích lực, bàn chân lóe lên điện quang màu đỏ nhàn nhạt. Cỏ! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên thuyền, huyết long mã nhảy tại chỗ từ chiếc bè gỗ lăng không bay lên, đưa theo Lâm Nhất cứ như vậy nhảy lên thân thuyền cao tận mấy trượng rồi vững vàng đáp lên mũi tàu. Xôn xao! Uy áp tiên thiên cuồng bạo từ trên người con huyết long mã tản phát ra, khiến một đám người đứng ở đầu mũi thuyền sợ hãi lùi về sau mấy bước. Tiên thiên huyết long mã! Con ngựa này cũng thật táo bạo, lại trực tiếp nhảy lên thuyền. Xem ra thiếu niên áo lam này không đơn giản, vậy mà có thể thuần phục được một con yêu thú tiên thiên làm vật cưỡi. Đám người trên mũi thuyền xôn xao bàn luận, tấm tắc khen ngợi. Thấy Phong Vô Hằng đi tới, Lâm Nhất vội vàng xuống ngựa nói, đa tạ Phong huynh có lời mời. Khách sáo rồi, muốn cảm ơn thì cảm ơn biểu ca của ta đi, con thuyền này là của nhà huynh ấy. Phong Vô Hằng chỉ vào người thanh niên đứng bên cạnh, giới thiệu với Lâm Nhất, đây là biểu ca Vạn Phong của ta, nghe ta nói ngươi là đệ nhất cao thủ nước thiên thủy nên cảm thấy rất hứng thú. Lâm Nhất quan sát Vạn Phong một lượt, hơi sửng sốt, tuổi tác không lớn, chỉ xấp xỉ tuổi hắn. Nhưng tu vi lại là tiên thiên nhị khiếu, so với hắn còn nhiều hơn một khiếu. Tuổi trẻ như vậy mà đã có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên nhị khiếu, trong quận Thanh Dương đúng là nhiều tàng long ngọa hổ thật. Biểu ca, đây là Lâm Nhất, lần tứ tông tranh tài trước đó tại nước thiên thủy, hắn dùng tu vi võ đạo tầng 8 đã đánh trọng thương cao thủ võ đạo tầng 10, cực kỳ lợi hại đó. Phong Vô Hằng giới thiệu hai người với nhau. Vạn Phong khẽ mỉm cười, nói trước đó mới võ đạo tầng 8 ư. Ha ha, vậy Lâm công tử đúng là không đơn giản. 3 tháng ngắn ngủi mà lại đột phá được cảnh giới tiên thiên. Đột phá tiên thiên rồi ư. Lập tức đến lượt Phong Vô Hằng thất kinh, 3 tháng nay hắn ta có chút kỳ ngộ nhỏ mới đột phá được võ đạo tầng 10. Thành công ngưng tụ ra hạt giống tiên thiên, chỉ còn kém nửa bước nữa là có thể đột phá được tiên thiên. Vốn cho rằng, vững vàng vượt qua Lâm Nhất rồi, nhưng không ngờ đối phương đã đột phá cảnh giới tiên thiên rồi. 10 ngày trước mới miễn cưỡng đột phá, so với Vạn huynh thì vẫn còn kém xa lắm. Với quan sát của Lâm Nhất, Vạn Phong này ít nhất đã đột phá cảnh giới tiên thiên từ nửa năm trước rồi. Nói không bằng đối phương cũng không có gì là khiêm tốn. Sao có thể so sánh nước thiên thủy với quận Thanh Dương được, như vậy có chút không công bằng, Vạn Phong lạnh nhạt cười nói, ánh mắt toát lên vẻ không coi trọng. Rõ ràng trong mắt hắn ta, vượt qua Lâm Nhất là chuyện rất bình thường, không phải là chuyện lạ gì cả. Đúng rồi, ngươi có bán con huyết long mã này không? Chỉ cần ngươi đồng ý, có thể tùy ý ra giá. Vạn Phong đột nhiên lên tiếng, nhắm đến con huyết long mã. Dường như còn có hứng thú với con ngựa hơn với Lâm Nhất. Bán. Hả? Mắt Vạn Phong sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng. 10 vạn miếng linh thạch thượng phẩm. Nghe thấy báo giá, sắc mặt hắn ta lập tức có chút ngại ngùng. Vạn Phong khẽ cười nói, Lâm công tử đúng là biết đùa, biểu đệ, đệ cứ ôn chuyện cũ trước đi. Chăm sóc Lâm huynh đệ cho tốt. Ta tiếp đãi những người bạn khác đã, Lâm huynh đệ cứ tự nhiên, khách sáo nói xong bèn quay người rời đi. Phong Vô Hằng khẽ nói, yên tâm, biểu ca sẽ không cưỡng ép mua ngựa của ngươi đâu, huynh ấy là người bận rộn, một lát là quên ngay ấy mà. Thần sắc Lâm Nhất dừng dưng không để ý, nhìn về phía đối phương cười nói, thật ngạc nhiên, không ngờ ở quận Thanh Dương này lại có thể gặp được cố nhân ở Thiên Thủy Quốc. Suy cho cùng đều là người của Thiên Thủy Quốc. Mặc dù trước đây không thân quen, nhưng giữa hai người cũng không quá xa lạ. Sau khi tứ tông tranh tài kết thúc, ta có được chút kỳ ngộ, tấn thăng lên võ đạo tầng 10, bèn nghĩ ra muốn tới quận Thanh Dương nương nhờ biểu ca, đợi sau khi đột phá tiên thiên xem có thể gia nhập vào tam đại tông môn của quận Thanh Dương không. Phong Vô Hằng giải thích với Lâm Nhất tại sao bản thân lại tới quận Thanh Dương. Quận Thanh Dương, tam đại tông môn. Quận Thanh Dương chỉ là một quận thôi nhưng lớn hơn gấp mấy lần so với nước thiên thủy, diện tích rộng lớn, thế lực cực nhiều, nhưng nội tình thật sự khá thâm sâu. Có thể được gọi là bá chủ của quận Thanh Dương chỉ có 3 bên, Quang Minh Các, Kim Diệm Tông và Huyết Vân Môn. Nhắc đến tam đại tông môn này, ánh mắt Phong Vô Hằng lộ ra một tia ao ước hướng tới. Chương 234, Tứ Tông Tứ Tộc. Lâm Nhất có chút đăm chiêu, quận Thanh Dương tỏa chấn nơi biên cương. Nội bộ gió mưa hung hãn, thế cục hỗn loạn hàng năm. Tông môn có thể đứng sừng sững không đổ ở quận Thanh Dương này, lại còn xương bá thì chắc chắn có nội tình bất phàm. Có điều ta đoán ngươi chắc hẳn không phải vì tam đại tông môn này mà đến đúng chứ,
chuyển chủ đề, Phong Vô Hằng nhìn về phía Lâm Nhất, khẽ cười nói. Ồ! Lâm Nhất tỏ ra tò mò, muốn nghe đối phương giải thích tại sao. Ngươi ngay đến lời mời của Bạch gia cũng đã từ chối, sao có thể để mắt đến bá chủ địa phương của quận Thanh Dương chứ, ngươi đến quận Thanh Dương chắc chắn là vì ý định khác nhỉ. Phong Vô Hằng tỏ ra rất hiểu Lâm Nhất, tự tin phán đoán nói. Trong lòng Lâm Nhất cười khổ một tiếng, không biết giải thích thế nào, rất muốn nói với đối phương rằng thực ra là Bạch gia đã từ chối hắn. Không nói chuyện này nữa, Phong huynh, ngươi đi trước hơn ta, có biết khắp cả Đại Tần đế quốc, thế lực tông môn có địa vị cao nhất chân chính là những tông môn nào không? Có lẽ những gì Phong Vô Hằng nói không hoàn toàn đúng, nhưng có một điểm rất chính xác đó là bá chủ địa phương của quận Thanh Dương không lọt được vào mắt Lâm Nhất. Muốn đuổi kịp Tô Hàm Nguyệt thì bá chủ một vùng nhỏ bé sao có thể khiến hắn toại nguyện được. Nếu nói đến địa vị cao cả, đương nhiên không thể không nhắc đến tứ tông tứ tộc. Lăng Tiêu Kiếm Các, Hỗn Nguyên Môn, Huyền Thiên Tông và Ma Nguyệt Sơn Trang. Tứ đại tông môn này không chỉ có địa vị cao ở Đại Tần Đế Quốc, mà khắp cả Nam Hoa Cổ Vực cũng không hề thấp bé. Tứ tộc chính là Chu, Vương, Lâm và Lý Gia, mỗi nhà chiếm cứ một phương, như Phong Hầu vậy, truyền thừa mấy ngàn năm trở lên. Nội tình thâm sâu đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Phong Vô Hằng trầm ngâm nói, tứ tộc thì không nhắc đến, người ngoài chắc chắn không thể trở thành hạch tâm được, tứ đại tông môn có yêu cầu mở cửa thu nhận đồ đệ cực cao, chỉ mới nhập môn thôi đã yêu cầu tiên thiên tứ khiếu, hơn nữa còn không được vượt quá 17 tuổi. Tiên thiên tứ khiếu. Lâm Nhất hít ngược một ngụm khí lạnh, yêu cầu này thật sự quá cao, điều càng nghiêm khắc hơn nữa là không được vượt quá 17 tuổi. Người có thể gia nhập vào tứ tông đều là nhân tài kiệt xuất vạn người không có một người, đừng nói là người bình thường, thiên tài bình thường cũng không thể vào được. Đệ tử tứ tông cho dù là một đệ tử ngoại môn thôi đến quận Thanh Dương cũng không có ai dám bất kính với hắn. Trong lời nói của Phong Vô Hằng tràn ngập lòng tôn kính, rõ ràng khái niệm về tứ tông tứ tộc này đã ăn sâu vào lòng người ở Đại Tần Đế Quốc rồi. Tứ tông tứ tộc này ta không mơ tới, ta chỉ hy vọng có thể gia nhập vào tam đại bá chủ tông môn ở quận Thanh Dương là được rồi. Minh Quang Các, Kim Diệm Tông hay Huyết Vân Môn, tùy tiện một tông môn cũng đủ cho ta tung hoành quận Thanh Dương rồi. Tiến thêm một bước thậm chí có thể khiến thanh danh của mình xuất hiện trong Đại Tần Đế Quốc. Nhắc đến tương lai, Phong Vô Hằng tỏ ra có tham vọng không nhỏ. Đối với tứ tông tứ tộc hoàn toàn là lòng kính nể, ngược lại lại tràn đầy kỳ vọng ở tam đại bá chủ địa phương này. Trong lúc tán gẫu, Lâm Nhất cũng được biết, bối cảnh gia thế của biểu ca Vạn Phong này của Phong Vô Hằng chính là Vạn Gia. Cường hào ở Tử Viêm Thành. Tử Viêm Thành này không phải là nơi mà Thanh Ninh Thành nhỏ bé của Lưu Gia trước đó có thể so sánh. Trên cả quận Thanh Dương có hàng trăm thành trì, Tử Viêm Thành chính là một trong những thành trì lớn gần với quận Thành nhất, có thể trở thành cường hào một phương ở Tử Viêm Thành cũng coi như có chút thế lực trên khắp cả quận Thanh Dương. Nghe Phong Vô Hằng nói, lão tộc trưởng của Vạn Gia sớm đã mở đủ cả thất khiếu, những năm nay luôn bế quan để tiến sâu vào huyền quan. Nếu như có thể đột phá huyền quan, vậy Vạn Gia ở quận Thanh Dương sẽ coi như được kéo lên thành thế lực nhất lưu rồi. Có bối cảnh như vậy chẳng trách hắn ta tuổi còn trẻ mà đã mở được nhị khiếu, thái độ đối với Lâm Nhất cũng chỉ hời hợt bên ngoài. Phong thiếu gia, thiếu chủ mời người và vị Lâm công tử đây cùng tới hội tụ ở khoang thuyền chính, đang nói chuyện thì một gia nô đi tới cung kính nói. Phong Vô Hằng cười nói, đi, đi xem sao. Chuyến du lịch quận Thanh Dương lần này của biểu ca ta đã kết giao được không ít cường giả trẻ tuổi đến từ khắp các nơi, ngươi cũng có thể tới làm quen chút. Tại khoang chính thuyền lầu Vạn Gia được trang hoàng hào hoa mà tinh xảo, khiến người ta phải lóa mắt. Sau khi đi vào, quả như Phong Vô Hằng nói, bên trong đã có không ít người trẻ vào chỗ ngồi trước rồi. Đều là cùng thế hệ 18-19 tuổi, ai nấy đều tuổi trẻ khí tịnh, tự tin tràn trề. Nào, ta giới thiệu với mọi người, vị này là Lâm Nhất. Lâm công tử, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Thiên Thủy Quốc, Vạn Phong từ vị trí chủ tọa đứng lên, khẽ mỉm cười giới thiệu với mọi người. Mấy ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn, quan sát từ trên xuống dưới hắn một lượt. Lâm Nhất cảm thấy có chút cổ quái, đang lúc do dự không biết trả lời thế nào thì một giọng nói không êm dịu chút nào đột nhiên vang lên. Ha ha, lưng đeo hộp kiếp là cho rằng mình trở thành đại hiệp rồi ư. Nơi hoang vu hẻo lánh như nước Thiên Thủy cũng có cao thủ. Vậy chúng ta được coi là gì đây? Chương 235, Lưu Tử Phi. Vác một cái hộp đựng kiếm rồi tự cho mình là đại hiệp à? Nơi khỉ ho cò gáy như nước Thiên Thủy mà cũng có cao thủ thì chúng ta được xem là gì? Chủ nhân của giọng nói này ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái Vạn Phong.
Ở cái nơi xem trọng thực lực như quận Thanh Dương thì thứ tự chỗ ngồi không hề được sắp xếp ngẫu nhiên. Người này có thể ngồi ở vị trí đầu tiên thì chắc chắn thực lực của hắn không tầm thường. Lời của hắn khiến toàn trường bàn tán xôn xao. Sắc mặt của Phong Vô Hằng phút chốc trở nên khó coi. Hắn ta là người đưa Lâm Nhất đến đây, những lời này của đối phương không hề nể mặt Lâm Nhất, cũng đồng nghĩa với việc đang cười nhạo hắn ta. Ánh mắt Vạn Phong thoáng thay đổi, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, hắn ta quyết định không lên tiếng ngăn cản. Có lẽ vừa nãy việc Lâm Nhất từ chối khéo khi hắn ta hỏi mua huyết long mã đã khiến hắn ta cảm thấy phật lòng. Người này tên là Lưu Tử Phi, là do ca của ta mời đến từ thành Lưu Vân, nghe đồn gia tộc của hắn ta được xem là một thế lực mạnh trong vùng. Ngươi nhìn hắn ta một chút, chớ có chấp nhặt làm gì. Phong Vô Hằng sợ Lâm Nhất nhất thời kích động dẫn đến xung đột với đối phương, bèn lên tiếng khuyên nhủ. Sao hả? Ta nói có gì sai sao? Hay là trong hộp đựng kiếm của ngươi có huyền cơ gì khác? Thấy Lâm Nhất không nói một lời, Lưu Tử Phi cảm thấy rất mất hứng. Hắn ta nhếch miệng, nở một nụ cười trào phúng rồi lại nói, ta ghét nhất những kẻ hay ra vẻ như vậy đấy, lấy ra đi, để ta nhìn xem hộp đựng kiếm của ngươi rốt cuộc có ẩn chứa huyền cơ gì. Vèo. Đột nhiên Lưu Tử Phi dầm chân lấy đà, bay vọt ra, cơ thể hắn ta tựa như một mũi tên xé gió, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Nhất. Hắn ta duỗi tay chộp về phía hộp đựng kiếm sau lưng Lâm Nhất. Ta thấy tốt nhất ngươi đừng động vào hộp đựng kiếm của ta. Lâm Nhất nhắm mắt lại, cười khẽ. Phút chốc, cổ tay của Lưu Tử Phi đã bị Lâm Nhất nắm chặt, không cách nào nhúc nhích được. Ngươi! Lưu Tử Phi cố hết sức nhưng vẫn không giãy ra được. Hắn ta thoáng sững sờ, sau đó bỗng nhiên cười rộ lên, lẩm bẩm nói, hóa ra ngươi khai mở thủ khiếu à, lưng vác hộp đựng kiếm mà lại khai mở thủ khiếu trước, quả nhiên là người đến từ nơi nhỏ bé. Có lẽ vì thấy sức mạnh kinh người của Lâm Nhất, nên hắn ta cho rằng khiếu đầu tiên mà Lâm Nhất khai mở là thủ khiếu. Vừa dứt lời, Lưu Tử Phi định bụng sẽ vận dụng linh lực để thoát ra, nhưng... Dừng tay! Thấy hai người trực tiếp ra tay, người làm chủ nhân như Vạn Phong vội lên tiếng ngăn cản. Hắn ta nghiêm mặt đứng lên, Lưu Huynh, chẳng lẽ không thể nể mặt một chút sao? Lâm công tử, dù gì cũng là khách mà ta mời đến, cần gì phải làm khó nhau như thế? Lưu Tử Phi vốn có phần kính nể Vạn Phong, thế nên vẻ mặt hắn ta thoáng giãn ra, tản đi toàn bộ linh nguyên trong cơ thể. Thấy thế, Lâm Nhất cũng buông tay đối phương ra. Hôm nay ta nể mặt Vạn Huynh, có điều một tên phế vật đến từ nước Thiên Thủy mà cũng dám ra vẻ như vậy à? Nếu để ta bắt gặp hắn trên đường, e là đã đánh chết hắn tại chỗ. Lưu Tử Phi bật cười ha hà, lười nhác đi về chỗ của mình, dáng vẻ thờ ơ, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Những người khác nghe vậy cũng đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt khinh thường. Hiển nhiên bọn họ cũng đồng ý với lời của Lưu Tử Phi, chỉ có điều không đến mức làm ra chuyện vô vị như hắn ta mà thôi, thấy ngứa mắt liền ra tay đánh người. Lâm Nhất cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn không mở miệng giải thích. Cổ kiếm hạp có thể phát động tử băng thánh hỏa, khi cần kíp có thể cứu hắn một mạng. Ở cảnh giới tiên thiên, đại nhàn quyết đã sớm không có bao nhiêu tác dụng, vì thế, Lâm Nhất lợi dụng sức nặng của cổ kiếm hạp, vác nó trên lưng mỗi khi đi đường, ăn cơm, luyện công tương đương với tôi luyện thân thể, mỗi một giây phút hắn đều đang tu luyện. Một khi chính thức ra tay, vứt bỏ cổ kiếm hạp trên lưng, thân pháp của hắn sẽ tăng lên một đẳng cấp khác. Quan trọng hơn chính là mang cổ kiếm hạp bên người có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào. Đợi sau khi hai người ngồi xuống, trong phòng có người chủ động lên tiếng, Vạn Huynh, mọi người đã đến đông đủ, lần này ngươi tập hợp tất cả mọi người là có chuyện gì? Vạn Phong nhìn quanh một lượt rồi nói, trong quận Thanh Dương, ngoại trừ các đệ tử tinh anh của Tam Đại Bá Chủ Kim Diệm Tông, Quang Minh Các và Huyết Vân Môn, có thể nói chư vị là những người có tu vi nổi bật nhất trong thế hệ trẻ. Ở đây, ngoài Lâm Nhất và Phong Vô Hằng, cơ bản đều là những nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi đã đạt đến tiên thiên lưỡng khiếu. Những lời này hoàn toàn không sai, thế nên mọi người rất vui vẻ tán thành. Quận Thanh Dương nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngày thường gần như rất khó có dịp tụ hợp. Con đường võ đạo cần phải chăm chỉ tu luyện, nhưng cũng không thể xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều. Buổi tụ họp ngày hôm nay chủ yếu là muốn mỗi người có thể bày tỏ ý kiến riêng, phát biểu cảm tưởng của bản thân. Một tia sáng lóe lên trong mắt Vạn Phong, dường như hắn ta còn muốn nói điều gì đó. Vạn Huynh nói rất đúng, nhắm mắt làm liều, xa rời thực tế, đánh khắp gia tộc không có địch thủ rồi lại tưởng rằng mình thật sự là vô địch thiên hạ.
Dường như lần cuối cùng ta cùng Vạn Huynh gặp nhau đã là một năm trước rồi thì phải. Chương 236, khiêu khích. Ở đây đa phần mọi người đều quen biết nhau, xuất thân cũng không chênh lệch bao nhiêu, đều là đệ tử của các gia tộc có thế lực trong vùng. Vì thế bọn họ không có quá nhiều xa cách, chẳng mấy chốc đã bắt đầu trò chuyện rôm rả. Mọi người cùng trò chuyện, trao đổi về những cảm ngộ võ đạo, bầu không khí dần dần nóng lên. Đến đỉnh điểm, có người bắt đầu nhìn không được đề nghị tỉ thí. Lúc này, Vạn Phong không lên tiếng ngăn cản, trái lại còn cố ý dọn ra một khoảng đất trống, cũng không phải sinh tử đại chiến gì cả, mọi người luận bàn một chút là được rồi. Vạn Huynh yên tâm, chúng ta tự biết cân nhắc. Tuy rằng miệng thì nói như thế, nhưng một khi giao chiến, hai đối thủ trên khoảng đất trống không ai phục ai, khí thế sắc bén lộ rõ giữa hai đầu lông mày, không chịu thua kém. Vừa dứt lời, hai bên lập tức ra tay. Một người dùng quyền, một người dùng trưởng, bọn họ đều đạt cảnh giới tiên thiên lưỡng khiếu, thực lực tương đương nhau. Võ kỹ tiên thiên. Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, hắt phát hiện hai người này đều thi triển võ kỹ tiên thiên, tuy nhiên, hẳn chỉ là hạ phẩm. Thế nhưng có được một bộ quyền pháp tiên thiên hoặc một bộ trưởng pháp tiên thiên cũng khiến Lâm Nhất cảm thấy hâm mộ không thôi. Tuy rằng bất diệt kim cương ấn của hắn là thượng phẩm, nhưng cũng chỉ có một chiêu, nên không cách nào so sánh được. Riêng về lưu phong kiếm pháp thì bởi cấp bậc không đủ, khó có thể theo kịp tu vi hiện tại. Cũng may quyền pháp của hắn được bất diệt kim cương ấn gia trì, còn kiếm pháp thì có bán bộ kiếm ý gia trì, nên tạm thời không đáng lo. Nhưng cứ thế mãi cũng không phải biện pháp. Lần đầu nhìn thấy võ kỹ tiên thiên hoàn chỉnh, vì thế Lâm Nhất quan sát rất cẩn thận, không hề bỏ sót một chút chi tiết nào. Một lát sau, hắn đã nhìn ra một vài manh mối. Hắn phát hiện võ kỹ tiên thiên của hai người này dường như còn thiếu một chút gì đó, cũng không nắm bắt được cái tinh túy. Thật ra, bọn họ đều chưa tu luyện đến đại thành, không lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính trong đó. Thoạt nhìn thì đánh rất lưu loát, sinh động, nhưng trên thực tế đều chậm một nhịp, so với ba người Lưu gia mà hắn đã đụng độ lúc trước cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Trận tỉ thí tiếp theo cũng không có quá nhiều điểm nổi bật. Ngồi trên vị trí chủ tọa, Vạn Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia thất vọng, khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Mãi đến khi Lưu Tử Phi bước ra thi đấu, lông mày Vạn Phong mới giãn ra, khóe mắt nhếch lên, lộ vẻ vui mừng. Bài. Chỉ sau ba chiêu, Lưu Tử Phi đã đánh bay đối thủ chỉ với một quyền, khiến người nọ suýt nữa đụng nát cái ghế. Ngại quá, không ngờ chỉ dùng năm thành uy lực lại mạnh đến như vậy. Lưu Tử Phi cười hờ hững. Thái độ của hắn ta không có chút thành ý nào. Lưu huynh khách sáo, bất kể là linh nguyên tiên thiên hay quyền pháp thì huynh cũng đều mạnh hơn ta, quả thực chỉ cần dùng năm thành thực lực. Đối thủ bị hắn ta đánh bay lồm cồm bò dậy, gượng cười ôm lấy lồng ngực bị thương, không dám nhiều lời. Ở quận Thanh Dương là như thế, kẻ mạnh luôn được xem trọng. Dù Lưu Tử Phi có ngang tàng hống hách thì cũng chẳng sao cả, miễn thực lực của hắn ta đủ mạnh là được, sẽ không có ai dám không phục. Tên tiểu tử nước thiên thủy kia không tham gia à? Nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt Lưu Tử Phi rơi trên người Lâm Nhất, mang theo một tia đùa cợt. Lời này khiến toàn trường thoáng chốc trở nên an tĩnh, kế đó tất cả đều nở nụ cười hiểu rõ, thầm nói có trò hay để xem. Lâm Nhất im lặng không đáp, nhìn quanh khoang thuyền chính một vòng. Đến thì cũng đến rồi, tham gia đi. Đúng đó, đừng không nể mặt vậy chứ. Vạn Huynh, Huynh nói một câu công bằng xem. Tất cả mọi người đều tham gia, chỉ riêng vị bằng hữu này của huynh không chịu ra mặt, như vậy không tốt lắm đâu. Theo ta thấy hắn là một tên nhát gan, ngay cả cái giấm cũng không dám đánh. Thấy Lâm Nhất không nói, những người có mặt tại đây đều lên tiếng, hiển nhiên không muốn bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Lâm Nhất quay sang nhìn tất cả mọi người, cười lạnh nói, cần gì phải kích động như thế, ta có nói sẽ không đồng ý sao? Ta chỉ đang cân nhắc xem 5 phần thành lực của mình có thể khiến căn phòng này vỡ nát hay không mà thôi. Tuy rằng không gian trong khoang thuyền chính rất lớn, nhưng một khi bất diệt kim cương ấn bộc phát thì sức mạnh cực kỳ bá đạo. Sau khi nhìn quanh một lượt, Lâm Nhất vẫn cảm thấy không yên lòng. Soạt! Đám người đều lộ vẻ khó có thể tin, bọn họ tự hỏi không biết có phải mình đã nghe lầm hay không. Vạn Phong ngẩn người một lúc rồi mới kịp phản ứng. Khẽ cười nói, sàn nhà và trụ cột xung quanh đều được tạo thành từ kim trúc mộc đã đánh bóng, dù là cường giả khai mở tiên thiên ngũ khiếu cũng không cách nào phá hỏng được. Tiểu tử này thoạt nhìn có vẻ ít nói, nhưng khi mở miệng thì lớn giọng thật đấy. Dám ra vẻ trước mặt Lưu Tử Phi, theo ta thấy hắn thật sự uống lộn thuốc rồi.
Ha ha, chờ đi, lát nữa ngươi sẽ hối hận vì những lời mình đã nói. Sau khi kịp phản ứng, sắc mặt mọi người đều lộ vẻ tức giận, bởi những lời của Lâm Nhất quả thật có hơi ngông cuồng. Rầm rầm rầm. Lâm Nhất đứng dậy, đồng thời buông cổ kiếm hạp trên lưng xuống, một âm thanh nặng nề vang lên. Cả sàn nhà, không đúng, phải nói là cả con thuyền đều bị lực tác động mà rung chuyển. Là hộp đựng kiếm kia. Mọi người kinh hãi không thôi, đồng loạt nhìn về phía hộp đựng kiếm đang đứng thẳng trên sàn nhà, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi. Đây chính là hộp đựng kiếm mà Lâm Nhất vẫn luôn vác trên lưng, rốt cuộc nó nặng đến mức nào mà có thể khiến cả con thuyền rung chuyển. Chương 237, hắn không có võ kỹ tiên thiên. Trong mắt mọi người, hộp đựng kiếm kia vốn chỉ là vật trang trí, nhưng đến khi nó chính thức được đặt xuống thì bọn họ mới biết được nó nặng như thế nào. Vừa để nhẹ xuống đã có thể tạo thành lực tác động mạnh mẽ đến mức khiến cả con thuyền rung chuyển. Lâm Nhất vác theo nó bên người nhưng vẫn có thể hoạt động thoải mái, thử hỏi cơ thể hắn khủng bố đến mức nào. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhất, lúc này, sắc mặt bọn họ đã bắt đầu thay đổi, lộ vẻ chấn động. Lưu Tử Phi có thái độ khiêu khích Lâm Nhất cũng biến sắc, hắn ta cứ tưởng cái tên ra vẻ kia sẽ không dám ứng chiến. Nào ngờ đối phương lại đồng ý một cách rất dứt khoát. Hơn thế nữa, hắn còn ẩn giấu cơ thể mạnh mẽ đến như vậy. Dù cơ thể có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, nếu như thực lực không đủ thì cũng chỉ có thể chịu đòn. Lâm Nhất cười nói, vậy à, vậy ngươi thử xem sao. Lưu Tử Phi hừ lạnh một tiếng, lập tức bước lên, vung ra một quyền. Hỏa vân quyền mà hắn ta tu luyện chính là võ kỹ tiên thiên hàng thật giá thật, quyền pháp vô cùng hung mãnh, bá đạo, trước đó đã từng thể hiện. Người đối chiến với hắn ta rất khó gắng gượng qua ba chiêu. Một quyền này đánh về phía Lâm Nhất tựa như một đám mây lửa cô đặc, ầm ầm nổ tung, khí thế kinh người. Lâm Nhất không chút hoang mang đưa tay ra, dùng mãnh hổ quyền nghênh đón. Ầm. Hai quyền va chạm tạo thành một tiếng nổ cực lớn, đối mặt với Lưu Tử Phi cao thủ tiên thiên lưỡng khiếu, thoạt nhìn một quyền của Lâm Nhất không có gì nổi bật, thế nhưng hắn chỉ lui về sau nửa bước. Lại đến. Lưu Tử Phi nhíu mày, hiển nhiên hắn ta không thể chấp nhận kết quả như vậy, lập tức đánh ra một quyền với khí thế càng đáng sợ hơn. Đồng thời, hắn ta cũng sử dụng thân pháp, lúc này, cơ thể Lưu Tử Phi hệt như một đám mây đong đưa qua lại khiến người ta khó có thể nắm bắt được. Nhưng một chút bản lĩnh này lại không đáng nhắc đến đối với người đã khai mở nhãn khiếu như Lâm Nhất, hắn rất dễ dàng nhìn ra được. Xoạt xoạt xoạt. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đánh được ba chiêu, thế công của Lưu Tử Phi ngày càng ác liệt. Bầu không khí xung quanh cũng dần dần nóng lên. Quyền thế võ kỹ tiên thiên của Lưu Tử Phi đang dần được bộc lộ, hệt như từng cụm mây lửa khuếch tán ra bốn phía. Nhưng dù vậy, thoạt nhìn Lâm Nhất lại không có gì đáng ngại, thủ rất vững. Quả thật nhìn người không thể nhìn bề ngoài, Lâm Nhất vậy mà có thể ngăn được ba chiêu. Trước đó, khi đối chiến cùng Lưu Tử Phi, ta cảm giác linh nguyên của mình hoàn toàn thua xa hắn, chỉ với một chiêu, hắn đã có thể đánh tan linh nguyên tiên thiên mà ta ngưng tụ được. Qua ba chiêu đã không thể tiếp tục giao thủ được nữa. Không đơn giản, công pháp mà tên Lâm Nhất này luyện không hề đơn giản. Các ngươi có chú ý không, Lâm Nhất dường như không có võ kỹ tiên thiên, từ đầu đến cuối hắn đều sử dụng một bộ quyền pháp hậu thiên. Đúng rồi. Số chiêu giao thủ ngày càng nhiều, mọi người cũng kinh ngạc phát hiện từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, Lâm Nhất chỉ thi triển quyền pháp hậu thiên. Lúc ban đầu, bọn họ còn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì kỳ quái. Dù sao hắn cũng đến từ một đất nước nhỏ bé như Thiên Thủy Quốc, không dễ gì tìm được võ kỹ tiên thiên hoàn chỉnh. Cứ tiếp tục như thế, kết quả chỉ có một chữ thua, chỉ là thua có khó coi hay không mà thôi. Phong Vô Hằng quan sát thế cục trước mắt, cảm thấy lo lắng không thôi. Với thực lực của hắn ta có thể nhìn ra được Lâm Nhất đang ở thế hạ phong. Hắn hoàn toàn không thể phát động công kích đối với Lưu Tử Phi. Chỉ biết bị động ngăn cản, trái lại, khí thế của Lưu Tử Phi ngày càng mạnh mẽ. Sẽ thua. Không có võ kỹ tiên thiên quả thật rất thiệt thòi. Khí thế của Hỏa Vân Quyền một khi đạt đến đỉnh phong có thể đánh một trận với cường giả tiên thiên tam khiếu đấy. Tên Lâm Nhất này tự cho là thông minh, ép Lưu Tử Phi phải xuất toàn lực, chẳng phải càng khiến mình bại thảm hơn hay sao? Trong khoang thuyền chính, đám thiếu niên đứng bên ngoài quan sát đều lắc đầu thở dài, chắc chắn Lâm Nhất sẽ bại. Hỏa thiêu liên vân. Ngay lúc đó, đột nhiên Lưu Tử Phi hét to một tiếng, hệt như sấm rền, khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Hai tay hắn ta siết chặt, tiếng nổ tung vang lên liên miên không dứt, kéo dài đến 10 lần.
Chương 238, quyền của ta chỉ như gãi ngứa thôi sao? Quyền thế hỏa vân quyền của hắn ta phảng phất như ngưng tụ thành một mảng, ầm ầm bốc cháy. Phanh! Một quyền đánh ra khiến Lâm Nhất trực tiếp bị đánh bay đi 10 bước, rồi loạng choạng thêm vài bước nữa mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Tại hiện trường khí lãng bốc lên cuồn cuộn, tất cả mọi người đồng thời ra tay, ai cũng tự đánh tan dư âm kéo tới. Mạnh thật! Mọi người kinh hô không thôi, hóa ra đây mới là thực lực thật sự của Lưu Tử Phi, chẳng trách Vạn Phong lại coi trọng hắn ta như vậy. Một quyền đánh bay Lâm Nhất, Lưu Tử Phi nhe răng ra cười, châm chọc nói, vừa nãy khẩu khí không nhỏ, hận nỗi không thể lập tức hủy hoại cả con thuyền này, sao ta lại cảm thấy quyền của ngươi giống như đang gãi ngứa vậy, phế vật của Thiên Thủy Quốc chỉ biết nói suông thôi à. Không phải ngươi cảm thấy ta đã xuất ra một nửa thực lực rồi đó chứ? Lâm Nhất cười nhạt, khẽ nói, nếu như ngươi chỉ có chút trình độ này thì ta thật sự không cần phải dùng đến một nửa thực lực. Ngạo mạn. Khóe miệng Lưu Tử Phi hơi run run, trong lòng phẫn nộ, lại dám mạnh miệng như vậy, hôm nay nhất định phải khiến ngươi quỳ xuống xin tha mạng. Dừng ở đây đi. Trong ánh mắt trong suốt mát lạnh của Lâm Nhất Bảo phát ra một mạt tinh quang, như có hình ngọn lửa lập lòe, sắc bén bắn ra. Linh nguyên tiên thiên như ngọn lửa cháy màu vàng điên cuồng khởi động, ngưng tụ thành một viên tràng hạt thần bí mà cổ xưa. Tràng hạt cực kỳ cô đọng, ấn chứa linh nguyên tiên thiên gần bảy thành của Lâm Nhất. Khi chàng hạt nổ ra thành 10 sợi linh nguyên tinh luyện, thâm nhập vào 10 đầu ngón tay, hai tay Lâm Nhất cùng lúc ngưng kết thành một kết ấn cổ quái. Bất diệt kim cương ấn. Chợt thấy hai tay Lâm Nhất khẽ đẩy, lực lượng của ấn ký vô cùng cuồng bạo phát tiết ra ngoài. Thình thịch. Ngoại trừ sàn nhà và trụ cột được làm từ kim trúc mộc ra thì bốn vách tường xung quanh, mặt bàn, tất cả vật trang trí trong phòng đều bị nổ tung thành bụi mịn trong tích tắc. Võ giả trẻ tuổi đang quan sát trận chiến bất ngờ không kịp đề phòng đều bị đánh cho thổ huyết lui về sau. Khoang thuyền chính mất đi vách tường nên bị cuồng phong trên mặt sông từ bốn phương thổi tới. Nhất thời, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, lộ rõ ra tài năng. Đám người miễn cưỡng đứng vững chứng kiến cảnh này đều không khỏi sững sờ. Lâm Nhất lúc này hoàn toàn khác với hắn của lúc trước, hoàn toàn là hai loại khí chất khác biệt. Gương mặt thanh tú như tượng tạc rõ nét. Giữa mi tâm tràn đầy sự tự tin. Sự ung dung của Lưu Tử Phi lúc trước so với hắn lúc này thì lập tức trở nên không đáng nhắc tới, giống như một tên hề vô chi nhảy nhót vậy. Bất diệt kim cương ấn trong hai lòng bàn tay vẫn chưa tiêu tan hết quang mang. Lâm Nhất nắm chặt lại thành quyền, lực lượng mang tính bạo tạc nhất thời làm dấy lên một trận cuồng phong. Khóe miệng hắn hơi cong lên, nhẹ giọng cười nói, quyền của ta giống như gãi ngứa sao. Vừa dứt lời, nhấc chân lên bèn đánh ra một quyền. Vẫn là mãnh hổ quyền, nhưng điều khác biệt là lần này có thêm sự gia trì của bất diệt kim cương ấn. Lưu Tử Phi vừa mới đứng vững miễn cưỡng xuất chiêu, ngăn chặn quyền trường này. Phốc! Quyền mang cương mãnh bá đạo tựa như một cái nồi hơi được rót vào vô số năng lượng, ầm ầm vang lên, vô cùng cuồng bạo. Lưu Tử Phi phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn không thể chống đỡ, lùi về sau thêm 3 bước. Không cho đối phương cơ hội phản ứng, Lâm Nhất bước lên phía trước. Liên tiếp đánh ra 2 trường, mỗi trường đều hàm chứa lực đạo như bom nổ. Sau 3 quyền, Lưu Tử Phi đã không còn đứng vững được nữa, máu trong miệng cũng không thể khống chế mà ồng ộc chảy ra. Hổ khiếu sơn lâm. Nhưng Lâm Nhất dường như vẫn không có ý định buông tay, mượn lực gia trì của bất diệt kim cương ấn để thi triển ra một sát chiêu. Oanh! Âm thanh hổ gầm đột nhiên bùng nổ, Lâm Nhất bay tới, giống như một mãnh hổ về núi, là bậc đế vương của loài yêu thú. Quyền mang bạo tạc giống như đế vương muông thú, há cái miệng như bồn máu ra, muốn nuốt chửng đối phương. Khí thế khủng bố bao phủ lấy Lưu Tử Phi, khiến hắn sợ hãi đến mức hai chân không ngừng run rẩy. Thấy Lâm Nhất Phi tới, cảm giác bản thân như sắp bị nuốt chửng, hai chân ra sức di chuyển nhưng không thể nhúc nhích. Quyền mang từng chút một đến gần, khí tức đế vương muông thú càng lúc càng kinh người, khiến Lưu Tử Phi sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại. Ầm. Quyền mang dừng lại ngay trước mũi hắn ta, quyền phong mãnh liệt thổi cho các cơ thịt trên mặt hắn ta run run như sóng cuộn. Một mùi thum thùm đột nhiên bay lên. Hóa ra là Lưu Tử Phi bị dọa cho sợ tè ra quần ngay tại chỗ, ướt đẫm một mảng đũng quần. Lâm Nhất nhíu mày thu hồi quyền rồi bay ra xa. Hồi lâu sau, Lưu Tử Phi mới từ từ mở mắt ra, cảm nhận được mình vẫn còn sống, hai mắt hắn ta ươn ướt, quỳ sụp xuống đến rầm một tiếng. Hai nắm tay chống trên mặt đất. Sau khi áp lực cực lớn trôi qua,
hắn ta đột nhiên thả lỏng nên cơ thể có chút không thể chịu đựng được. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống tong tỏng, không ngừng hít thở. Tại hội trường, ngoài tiếng cuồng phong mãnh liệt gào thét đến từ bốn phía thì đều yên tĩnh bất động. Không ai ngờ được, Lâm Nhất lúc trước trông có vẻ khiêm tốn lại có một mặt mạnh khủng khiếp như vậy. Càng không ngờ được Lưu Tử Phi thực lực đã cực mạnh rồi mà lại chật vật thê thảm như thế. Cảnh tượng không thể chịu nổi cuối cùng đó càng khiến người ta kinh hãi đến mức như sắp rớt cả cái cằm ra. Rốt cuộc đã phải chịu áp lực lớn thế nào mới khiến Lưu Tử Phi sợ đến mức tè ra quần ngay tại chỗ như vậy chứ? Chương 239, kết ấn thế giới nhỏ. Mấy người các ngươi dìu Lưu công tử lên trước đã. Vạn Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp. Mấy gia nô đi tới, bịt mũi dìu Lưu Tử Phi sợ đến mức đần cả người ra đứng lên. Lâm Nhất nhìn đống hỗn độn và bị gió lùa vào tứ phía của khoang thuyền chính, khẽ nói, Vạn huynh, chắc sẽ không bắt ta đền đó chứ. Lúc trước, khi hắn quan sát căn phòng đã dự đoán được sẽ có một màn này xảy ra rồi. Bất diệt kim cương ấn mặc dù chỉ có một thức, nhưng lại là võ kỹ tiên thiên hàng thật việc thật. Chắc chắn sẽ gây ra tổn hại lớn, hắn nói hủy cả khoang thuyền chính này cũng không phải là nói chơi. Lâm công tử nói đùa rồi, nào, mọi người đều tự chọn lấy chỗ ngồi đi. Vạn Phong nói rồi đến bên cạnh Lâm Nhất, cười nói, mời Lâm công tử trước. Thái độ cung kính, không còn vẻ rừng rưng khách sáo cho có lệ như trước nữa. Quận Thanh Dương chính là như vậy, dùng thực lực để phân yếu mạnh, Lâm Nhất đánh cho Lưu Tử Phi không đứng lên nổi, đây chính là thực lực. Cả đoàn người kéo đến mũi thuyền. Tận hưởng gió sông, uống rượu tán gẫu, trong bữa tiệc không còn ai dám có nửa phần khinh thường với Lâm Nhất nữa. Nhất là Vạn Phong, thái độ thay đổi hoàn toàn, nhiệt tình đến mức khiến Lâm Nhất có chút không chịu nổi. Trong lòng Lâm Nhất chỉ cảm thấy thú vị. Đến khi buổi tụ họp kết thúc, Phong Vô Hằng đuổi theo Lâm Nhất, cười nói, Lâm Nhất, vừa nãy ngươi thật là uy phong, ta chưa từng thấy biểu ca khách khí với ai như vậy bao giờ. Ồ, Lâm Nhất khẽ ừ hử một tiếng, có chút đăm chiêu. Phong Vô Hằng tùy ý cười nói, thật đó, cho dù là Lưu Tử Phi trước đó cũng không được như vậy, cảm giác ân cần đến mức quá đáng. Lâm Nhất chỉ cười, không muốn tiếp tục chủ đề này. Bây giờ cuối cùng ta có thể khẳng định, ngươi tới quận Thanh Dương quả nhiên là có mục đích khác, Phong Vô Hằng cười thần bí, nhìn về phía Lâm Nhất, chắc như nịnh nói. Lâm Nhất cười đáp lời, những lời ngươi nói trước đó ta chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Vậy ngươi nói thử xem, ta tới quận Thanh Dương rốt cuộc là vì chuyện gì? Trong quận Thanh Dương có một phong ấn thế giới nhỏ, 10 năm mới xuất hiện một lần. Hiện giờ vừa hay đủ tròn 10 năm, phong ấn sắp mở ra rồi. Trước đó ta còn thấy thực lực của ngươi không đủ, không dám xác định, hiện tại xem ra ngươi chắc hẳn có thể đi thử vận may rồi. Thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ chính là một vùng thiên địa độc lập, diện tích không đồng đều, có thể là hình thành tự nhiên, cường giả cũng có thể tự mình tạo nên. Nhưng chuyện thế giới nhỏ trong quận Thanh Dương thì Lâm Nhất thật sự không biết. Hắn tới đây chỉ là muốn nghe ngóng rốt cuộc Đại Tần Đế Quốc có những tông môn đỉnh cấp nào mà thôi. Không giống với Phong Vô Hằng, với ý định của hắn thì chắc sẽ không gia nhập vào tông môn địa phương nào. Người thật sự không biết ư, Phong Vô Hằng kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Nhất, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Vậy ngươi nói thử xem sao, Lâm Nhất tỏ ra tò mò. Nhắc đến thế giới nhỏ của quận Thanh Dương này, không chỉ nhiều người trong Đại Tần Đế Quốc biết tới, mà ở cả Nam Hoa cổ vực cũng có chút danh tiếng. Bên trong thế giới nhỏ đó chính là di tích của một tông môn thượng cổ, trong đó không thiếu một vài thiên tài bảo địa, thậm chí còn có người lấy được công pháp huyền cấp hoặc là đạt được một vài truyền thừa cường đại. Sau khi Phong Vô Hằng xác định Lâm Nhất thật sự không biết, bèn tiếp tục nói, mấy trăm năm nay, từ khi phát hiện ra thế giới nhỏ này, mỗi lần đều xuất hiện bảo vật có giá trị liên thành. Phong ấn rất cổ quái. Cường giả có thực lực quá mạnh không thể vào, người quá yếu thì lại không phá được lá chắn phong ấn. Chỉ có võ giả cảnh giới tiên thiên mới có thể vào trong. Cho nên mỗi lần mở ra đều có vô số thiếu niên nhân tài kiệt xuất cảnh giới tiên thiên và các tán tu giang hồ ùn ùn kéo tới. Do vậy ở quận Thanh Dương mới gọi thế giới nhỏ này là Thanh Dương giới. Lâm Nhất sau khi nghe xong thì mắt sáng lên. Không cầu có được công pháp huyền cấp gì, việc này quá đỗi huyền ảo. Chỉ cần có được một hai bộ thiên tài bảo địa là hắn cũng rất mãn nguyện rồi. Yêu cầu nhập môn của tứ đại tông môn cách biệt của Đại Tần Đế Quốc là trước 17 tuổi đạt được tiên thiên tứ khiếu. Hiện tại hắn sắp 16 tuổi rồi, liệu có thể trong vòng một năm mở thêm được ba khiếu nữa thì thật sự khó nói. Đặc biệt là với căn cốt của hắn, nếu không có kỳ ngộ thì tu luyện sẽ cực kỳ chậm chạp.
Nếu không có viên thất khiếu lung linh đan của Tô Hàm Nguyệt thì giờ phút này có lẽ hắn vẫn còn bị vây ở cảnh giới hậu thiên, không thể bước vào tiên thiên được. Đại khái còn bao nhiêu thời gian nữa thì phong ấn sẽ nới lỏng, Lâm Nhất có chút bức thiết hỏi. Phong Vô Hằng thật thà đáp, khoảng 3, 4 tháng nữa. Xem ra trong 3-4 tháng này phải tôi luyện một phen rồi, bằng không vào được thế giới nhỏ cũng có cơ hội không lớn. Đa tạ đã cho biết. Ha ha, cảm ơn cái gì, chuyện này trong quận Thanh Dương có ai là không biết chứ. Thuyền chạy thêm 3 ngày nữa thì dừng lại ở bến cảng Tử Viêm Thành. Chỉ cần nhìn bến thuyền có vô số thương thuyền đậu hàng dài thì có thể suy đoán ra mức độ phồn hoa của Tử Viêm Thành. Lâm Nhất dắt Huyết Long Mã xuống thuyền, sau khi lên bờ liền độc hành rời đi. Ai ngờ vừa đi chưa được bao xa thì đã bị Phong Vô Hằng đuổi kịp, đối phương thở hổn hển nói, Lâm Nhất, đi vội thế làm gì? Chương 240, sự tự tin của Vạn Phong. Lâm Nhất buông tay, bất đắc dĩ cười nói, không phải ta không muốn cáo từ với ngươi, chỉ là biểu ca của ngươi có hơi nhiệt tình quá. 3 ngày nay, Vạn Phong gần như cách một lúc lại tới tìm Lâm Nhất. Có chuyện hay không có chuyện cũng kéo hắn tán gẫu, tên ngốc cũng có thể nhìn ra đối phương có chuyện muốn nhờ Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất đối với cái người vừa gặp đã nhăm nhe con Huyết Long Mã của hắn này cũng chẳng thích thú gì lắm. Tại buổi gặp mặt cố ý nói hắn là đệ nhất cao thủ của nước Thiên Thủy, chút ý đồ nhỏ đó của Vạn Phong, Lâm Nhất rõ như lòng bàn tay. Chính là vì không bán Huyết Long Mã cho hắn ta nên liền dở chút thủ đoạn, muốn mượn tay người khác cho Lâm Nhất nếm mùi đau khổ. Nếu như thực lực của hắn không áp đảo thì người tè ra quần ở buổi gặp mặt có thể không phải là Lưu Tử Phi mà là Lâm Nhất hắn rồi. Đối với người này, hắn thực sự không muốn kết giao. Sau khi lên bờ, Lâm Nhất không chào hỏi mà trực tiếp rời đi. Phong Vô Hằng gãi đầu, cười khổ nói, ta thực sự cũng là nhận ý định của biểu ca, muốn mời ngươi tới Vạn Gia làm khách. Cả Tử Viêm Thành này cũng gần như Vạn Gia nói là được, chắc chắn sẽ giúp đỡ được cho ngươi. Giúp đỡ đương nhiên không thể là giả, nhưng cũng phải trả ra cái giá gì đó. Cần giao lưu với Vạn Phong, vậy vẫn thôi đi còn hơn. Lâm Nhất khéo léo từ chối nói, xin lỗi, ta vẫn nên tự mình tùy ý đi ngó nghía xem sao, phiền ngươi chuyển lời tới biểu ca của ngươi, đa tạ ý tốt của hắn ta. Lâm công tử, không coi trọng Vạn Mỗ như vậy ư. Ai ngờ vừa dứt lời, Vạn Phong đã bước nhanh tới, hắn ta dường như đã đoán ra được Phong Vô Hằng cũng không thể giữ chân Lâm Nhất. Ai coi thường ai, trong lòng Vạn huynh biết rõ mà, Lâm Nhất thản nhiên cười, lời nói có ý tứ. Sắc mặt Vạn Phong lập tức thoáng xấu hổ, hít sâu một hơi rồi mãi mới nói, được rồi, vậy chúng ta người ngay thẳng không nói vòng vo, ta cũng không cần quan hệ hư tình giả ý với ngươi nữa. Ta cần ngươi giúp ta một lần, hoặc có thể nói là giúp Vạn gia ta một lần. Nếu như ta không giúp thì sao? Vậy ta cũng hết cách, chỉ cần không đối đầu với Vạn gia ta thì tốt, bằng không ta cũng chỉ đành đắc tội thôi. Thấy thần tình ngưng trọng của biểu ca quá đỗi nghiêm túc, Phong Vô Hằng ngượng ngùng cười nói, biểu ca. Đừng nói những lời dọa người như vậy. Nể mặt ta đi, Lâm Nhất cũng không thể nào đối đầu với Vạn gia được. Rốt cuộc có chuyện gì, huynh cứ trực tiếp nói thẳng ra đi. Lời Phong Vô Hằng nói cũng là lời Lâm Nhất muốn nói. Vạn Phong thở dài nói, hai người các ngươi cảm thấy, ta đi tìm các công tử mạnh mẽ đến từ các nơi thật sự chỉ là để tụ họp gặp gỡ thôi ư. Đám người này ai ai cũng đều tính tình nóng nảy, ta gom họ lại có thể nói là đã phải tốn không ít lời hay ý đẹp. Nhất là Lưu Tử Phi, ta vốn gửi gắm ở hắn ta kỳ vọng rất lớn. Nhưng vì ngươi, ngữ điệu của Vạn Phong đột nhiên nâng cao lên, nhìn về phía Lâm Nhất nói, vì ngươi mà hắn ta bây giờ gần như bán phế rồi, đối với ta mà nói thì một chút tác dụng cũng không có. Tốn mất công sức hơn nửa tháng trời gần như công cốc rồi. Vậy thật sự xin lỗi, Lâm Nhất sờ mũi, trong lòng thầm cười, chuyện này cũng đổ lên đầu hắn được. Gần Tử Viêm Thành có sinh ra một mảnh linh hồ. Vạn Phong nhìn bộ dạng của Lâm Nhất, biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, lập tức trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vốn cho rằng với thực lực của Vạn gia ta, chắc chắn sẽ độc chiếm, nhưng tam đại gia tộc khác ở Tử Viêm Thành không biết lấy được tin tức từ đâu, liên thủ lại với nhau, bắt buộc phải chia nhau miếng bánh này, tuyên bố nếu không làm theo thì sẽ trực tiếp trở mặt. Tam đại gia tộc đó cho dù có liên kết với nhau thì cũng không địch lại được Vạn gia ta. Nhưng nếu thật sự trở mặt thì chắc chắn cũng sẽ có kết cục hai bên cùng thiệt hại, Vạn gia cũng sẽ hao tổn nguyên khí rất lớn. Lâm Nhất gật đầu nói, cho nên mọi người đã đưa ra một phương án tương đối công bằng, hai bên cùng phái ra 3 hậu bối dưới 18 tuổi, tỷ võ phân thắng bại.
Nếu như vạn gia ta thua thì phải nhường lại một nửa lợi ích của mảnh linh hồn này, đối phương thua thì sẽ cam tâm tình nguyện rút lui. Trong lòng Lâm Nhất lập tức hiểu ra, xem ra đối phương tụ họp những cao thủ trẻ tuổi trong quận Thanh Dương là vì muốn chọn ra người phù hợp để xuất chiến thay cho vạn gia. Nếu đoán không nhầm thì ban đầu người vạn phong nhắm đến có lẽ là Lưu Tử Phi. Nhưng tên này lại bị Lâm Nhất Tần cho tè cả ra quần, mất hoàn toàn ý chí, làm gì còn năng lực thay vạn gia xuất chiến nữa. Trong quận Thanh Dương, ngoại trừ đệ tử của Tam Đại Bá chủ tông môn gia thì ta gần như đã tìm đến đủ cao thủ tiên thiên thế hệ trẻ rồi. Đa số đều gây thất vọng, duy chỉ có Lưu Tử Phi là xem ra có hy vọng. Nhưng chuyện sau đó thì ngươi cũng biết rồi. Vạn Phong nhìn về phía Lâm Nhất, ý tứ không cần nói cũng biết. Tìm đủ cao thủ tiên thiên thế hệ trẻ ở quận Thanh Dương. Trong lòng Lâm Nhất khẽ lắc đầu, cũng không dám có bao nhiêu công nhận, thái độ làm người và xử lý công việc của Vạn Phong chưa hẳn có thể kết giao được với bao nhiêu cao thủ. Cao thủ chân chính đa số đều rất hướng nội, không thể nhìn một cái là ra ngay được. Cho dù thiếu niên ngông cuồng cũng không đến nỗi quá đỗi ngông nghênh. Vạn Phong xử sự lại chỉ nhìn bề ngoài, những cao thủ bị hắn ta nhìn nhầm không biết có bao nhiêu nữa. Ta đại khái đã hiểu ý của ngươi rồi, ngươi muốn ta thay thế Lưu Tử Phi, xuất chiến thay cho Vạn gia. Không sai, những lợi ích ta đồng ý với Lưu Tử Phi có thể gấp đôi cho ngươi. Ánh mắt Vạn Phong lóe lên một tia tự tin, ưỡn thẳng ngực, cười nói, trước đó ta đã nhìn ra rồi, ngươi rất thiếu võ kỹ tiên thiên hoàn chỉnh. Lúc giao thủ với Lưu Tử Phi, ban đầu cố ý không xuất toàn lực là vì muốn khiến hắn ta hết sức thi triển ra Hỏa Vân Quyền, để cho ngươi có thể nghiêm túc lĩnh ngộ một phen. Tay này mắt nhìn cũng độc thật. Nhìn qua thì trông có vẻ hờ hững không để ý gì, nhưng thực tế là vẫn luôn âm thầm quan sát. Vạn gia ta mặc dù chỉ là cường hào địa phương, nhưng cũng có vài siêu tập võ kỹ tiên thiên hoàn chỉnh, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói ra. Vạn Phong tùy mặt gửi lời, thấy sắc mặt Lâm Nhất có chút thay đổi. Cảm thấy đã bắt được điểm yếu của Lâm Nhất, chắc ăn chiêu mộ được Lâm Nhất. Ta cần võ kỹ tiên thiên thượng phẩm, Lâm Nhất không chút khách khí, trực tiếp mở lời nói. Sự tự tin trên mặt Vạn Phong lập tức biến mất, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Chương 241 vào ở Vạn Phủ. Võ kỹ tiên thiên thượng phẩm. Hiển nhiên Vạn Phong không ngờ Lâm Nhất lại tham lam như vậy. Quận Thanh Dương tuy rằng rất to lớn, nhưng ba thế lực được xưng là Tam Đại Bá Chủ. Bao gồm Huyết Vân Môn, Kim Diệm Tông và Quang Minh Các cũng không có quá nhiều võ kỹ thiên thiên thượng phẩm. Cho dù có thì phần lớn cũng chỉ là từng chiêu, từng thức, rất ít có bí tịch võ kỹ tiên thiên thượng phẩm hoàn chỉnh. Vạn Phong cười gượng, Lâm Huynh lại trêu chọc ta nữa rồi. Ta đang nói đến võ kỹ tiên thiên hạ phẩm, kiếm pháp, quyền pháp, trường pháp và kể cả thân pháp, vạn gia ta có mấy bộ, có thể cung cấp để ngươi lựa chọn. Lâm Nhất lắc đầu, trầm ngâm nói ta không nói giỡn. Lợi ích từ linh hồ quá lớn, trận chiến tranh đoạt nó chắc chắn là một trận sinh tử. Ngươi bảo ta đi mạo hiểm tánh mạng để đổi một bộ võ kỹ hạ phẩm mà. Làm vậy có vẻ quá mức coi thường ta rồi đấy. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, ta nán lại Tử Viêm Thành chỉ có vài ngày thôi, chắc chắn sẽ không trở thành kẻ địch của vạn gia các ngươi, xin cáo từ. Nói xong, hắn không để ý đến thái độ của Vạn Phong, cứ thế xoay người rời đi. Đã đến nước này mà còn bày mưu tính kế hắn. Không có một chút thành ý nào cả. Đúng vậy, Lâm Nhất thật sự thiếu võ kỹ tiên thiên, nhưng cũng không đến nổi phải liều mạng vì một bộ võ kỹ tiên thiên hạ phẩm. Thanh Hàn Vân Thương trong tay hắn chính là huyền khí trung phẩm cấp cao. Dùng nó đổi võ kỹ tiên thiên trung phẩm thì có hơi miễn cưỡng, nhưng nếu đổi một bộ hạ phẩm thì vẫn dư sức. Chờ một chút. Vạn Phong cắn môi, bước nhanh đuổi theo Lâm Nhất, thành khẩn nói, Lâm Huynh, có thể nghe ta nói một câu được không? Nói đi. Vạn gia có hai bộ võ kỹ tiên thiên thượng phẩm, một bộ chỉ cung cấp cho đệ tử trong tộc tu luyện, bộ còn lại có thể cung cấp cho khách khanh tu luyện, nhưng ta thật sự không có quyền hạn trong việc này. Vạn Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ, như vậy đi, nếu ngươi đã có ý định nán lại Tử Viêm Thành vài ngày, vậy thì ở lại nhà của ta đi. Ta sẽ thương lượng cùng các vị trưởng bối trong gia tộc, nếu bọn họ đồng ý, võ kỹ tiên thiên thượng phẩm hẳn là có thể. Phong Vô Hằng cũng theo bên cạnh khuyên nhủ, Lâm Nhất, cứ ở lại vài ngày đi đã. Nếu không được thì đi cũng không muộn mà. Lâm Nhất suy nghĩ trong chốc lát, thấy Vạn Phong thật sự có thành ý, bèn nói, được rồi, ta sẽ ở lại vài ngày, làm phiền Vạn Huynh chiêu đái. Đừng khách sáo, mời theo ta. Vạn Phong lập tức lộ vẻ mừng rỡ, thái độ vô cùng khiêm nhường. Vạn Phủ nằm ở vị trí tốt nhất trong Tử Viêm Thành, chiếm diện tích rất lớn.
vô cùng nguy nga tráng lệ, vừa nhìn liền biết đó là một gia tộc bản địa. Đại thiếu gia đã trở về. Hộ vệ canh cổng vừa nhìn thấy Vạn Phong liền bước lên giúp đỡ đoàn người xách hành lý. Ngựa tốt thật đấy. Mấy tên người hầu chạy đến dẫn Huyết Long Mã đều kinh ngạc thốt lên. Nhớ chăm sóc con ngựa này cho tốt, cho nó ăn thịt yêu thú tươi mới nhất, nếu phạm phải sai lầm, chớ trách ta tuyệt tình. Vẻ mặt Vạn Phong vô cùng nghiêm khắc, lên tiếng căn dặn. Vâng, thưa đại thiếu gia, chúng ta nhất định sẽ làm đúng lời căn dặn của thiếu gia. Nhìn thấy đám người hầu cung kính đáp, Vạn Phong lộ vẻ hài lòng, sau đó quay sang nói với Phong Vô Hằng và Lâm Nhất, biểu đệ, nhờ đệ thay ta tiếp đái Lâm huynh, hiện tại ta sẽ đi thương lượng với phụ thân. Biểu ca, huynh cứ đi trước đi. Phong Vô Hằng cười nói, Lâm Nhất, ta dẫn ngươi về phòng. Trong phủ, hòn non bộ được trau chuốt tỉ mỉ, hành lang gấp khúc, đình đài lầu các, hoa viên, con suối nhỏ, mọi thứ được bố trí đan xen vào nhau, rất thích mắt, cái gì cần có đều có. Phong Vô Hằng đưa Lâm Nhất đến một tiểu viện riêng biệt, rồi nói, Lâm Nhất, đêm nay ngươi ở lại đây, cảnh vật xung quanh cũng không tệ lắm, nếu có gì cần thì có thể gọi người hầu bất kỳ lúc nào. Quả thật không tệ. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lênh đênh trên thuyền xuống mấy ngày, ta đi nghỉ trước đây. Màn đêm buông xuống, tiểu viện tinh xảo có hơi tĩnh mịch. Lâm Nhất nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó tháo hộp đựng kiếm trên lưng xuống, từ từ mở ra. Không gian bên trong đựng đầy cánh hoa tường vi, tàng hoa kiếm yên tĩnh nằm ở đó. Lâm Nhất nhấc thanh kiếm lên, từ từ rút kiếm ra, xung quanh thân kiếm lưu ly dài 4 xích có vô số đường vân hình sóng nước. Trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng huỳnh quang mờ ảo, thoạt nhìn trông giống như một nữ tử dịu dàng đang trang điểm. Linh nguyên tiên thiên màu vàng hệt như một ngọn lửa từ từ rót vào thân kiếm lập tức bộc phát kiếm quang rực lửa. Chương 242, gặp mặt trưởng bối Vạn gia. Thân hình lóe lên, Lâm Nhất múa kiếm, kiếm mang trong bóng đêm để lại từng đạo tàn ảnh. Không tệ, táng hoa kiếm đã sắp gần đến cấp bậc huyền khí trung phẩm rồi, linh nguyên tiên thiên của ta được tăng trưởng ít nhất 3 tầng. Sự khác biệt giữa huyền khí và phàm binh chính là có thể tăng phúc linh nguyên tiên thiên của võ giả. Huyền khí hạ phẩm chỉ có thể tăng phúc 2 tầng, huyền khí trung phẩm thì có thể tăng phúc đến 4 tầng. Về phần huyền khí thượng phẩm thì có thể tăng phúc từ 6 tầng trở lên. Hiện tại táng hoa kiếm trong tay Lâm Nhất đã khiến linh nguyên của hắn tăng trưởng 3 tầng, đạt rất gần với huyền khí trung phẩm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa táng hoa kiếm và những huyền khí trung phẩm khác nằm ở chỗ nó là kiếm gỗ. Có linh tính tiên thiên, khi Lâm Nhất thi triển gần như không gặp trở ngại, vung kiếm lên múa dễ như trở bàn tay. Kiếm gần như tương thông với tâm ý của hắn, bất cứ kiếm chiêu nào cũng đều có thể thể hiện ra một cách hoàn hảo. Phải thay lượt cánh hoa này rồi. Lâm Nhất làm sạch số cánh hoa trong hộp kiếm, rồi lấy ra chậu bạch tàn hoa, nhờ có dẫn linh quyết chăm bón lâu ngày mà bạch tàn hoa muôn phần xinh tươi, hương hoa nước mũi. Phủ kín cánh hoa lại lần nữa, Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ rồi để vào bên trong. Dựa theo tốc độ hiện tại, chẳng mấy ngày nữa là táng hoa kiếm có thể đột phá rồi. Khoảnh khắc đóng hộp kiếm lại, Lâm Nhất chợt nhớ ra, bản thân dường như vẫn còn một hạt giống nữa. Hán Kim Liên. Không sai, mặc dù đã luyện hóa hết cánh hoa Hán Kim Liên, nhưng hạt giống hoa thì vẫn còn. Hắn vẫn luôn vứt trong túi trữ vật chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó. Sao ta lại không dùng dẫn linh quyết để trồng nó trong chậu hoa xem sao nhỉ? Chỉ tốn chút thời gian thôi mà, chỉ cần không để nó chết héo là được. Nghĩ đến là làm liền, Lâm Nhất lấy ra một cái chậu hoa không, vùi hạt giống Hán Kim Liên vào, rồi dùng dẫn linh quyết tưới nước cho nó. Cùng lúc đó, Vạn Phong lo lắng không yên chạy đến thư phòng của phụ thân hắn ta. Vạn phụ Vạn Thu Giã này chính là tộc trưởng hiện tại của Vạn gia, tu vi sớm đã đạt đến tiên thiên lục khiếu rồi. Là cao thủ đứng nhất đứng nhì trong cả Tử Viêm Thành. Có điều, cường giả chân chính của Vạn gia vẫn là tổ phụ của Vạn Phong, là lão tộc trưởng trong lời đồn đã đột phá được huyền quan. Phong Nhi, hớt ha hớt hải chạy tới đây có việc gì? Vạn Thu Giã để cuốn sách trong tay xuống, khẽ cười nói, ông ta rất hài lòng với đứa con trai này của mình. Vạn Phong vội vàng nói, cha, chuyến du lịch quận Thanh Dương lần này, con đã tìm được một người tuyệt hảo cho Vạn gia ta rồi. Ồ, nói nghe xem nào. Thần sắc Vạn Thu Giã bình tĩnh, ông ta đã quá quen với sóng to gió lớn rồi, không đến nỗi vì một câu nói của Vạn Phong mà có dao động quá lớn. Nuốt nước miếng, sau khi bình tĩnh lại Vạn Phong đã thuật lại chi tiết rõ ràng chuyện xảy ra trên thuyền lầu. Cha,
Cha thấy thế nào? Con cảm thấy với năng lực của hắn thì tiên thiên lưỡng khiếu bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cha chưa nhìn thấy loại khí thế đó trên người hắn đâu, hoàn toàn không giống với một người mới chân ướt chân ráo bước vào tiên thiên, chắc chắn là có kỳ ngộ. Điều chủ yếu là con đoán hắn có thể thật sự chưa xuất ra một nửa thực lực, hộp kiếm trên lưng hắn còn chưa mở ra nữa, Vạn Phong nhìn về phía cha mình, có chút sốt ruột nói. Chuyện này nếu như thành công, thì hắn ta sẽ lập được công lớn trong việc tranh giành linh hồ, tạo nên uy danh rất lớn đối với địa vị của hắn ta trong gia tộc. Thần sắc của Vạn Thu Giá vẫn không chút gợn sóng, trầm ngâm nói, nếu như những gì con nói là thật, không phải yêu nghiệt nhân tài thì chỉ có tiên thiên tam khiếu mới có thể thật sự nắm chắc phần thắng hắn. Vạn Phong cực kỳ xem trọng Lâm Nhất, lập tức đáp lời, nhưng trong quận Thanh Dương của chúng ta, ngoại trừ đệ tử tinh anh của tam đại bá chủ tông môn ra thì không có ai mở được tam khiếu ở tuổi 18 cả. Nhưng cái giá một bộ võ ký tiên thiên thượng phẩm thì vẫn hơi lớn. Chuyện này cho dù là cha cũng hoàn toàn không thể làm chủ được. Không phải có một bộ võ ký tiên thiên thượng phẩm có hơi thiếu sót sao? Cho dù là có hơi thiếu sót thì cái giá của võ ký tiên thiên thượng phẩm cũng không thể định giá được. Trừ khi có cống hiến to lớn với Vạn gia ta thì mới trao tặng được. Nghe vậy, sắc mặt Vạn Phong không khỏi có chút lo lắng. Tốn nhiều công sức như vậy mới đưa được Lâm Nhất trở về, kết quả vẫn không được thì đúng là thiệt hại lớn rồi. Vạn Thu Giá cười nói, con cũng đừng quá vội vàng, ngày mai con gọi hắn tới từ đường, đến lúc đó để cho những người khác cùng xem sao. Nếu như con nói là thật, thì một bộ võ ký tiên thiên thượng phẩm cũng không phải không thể cho hắn. Dù sao, mảnh linh hồ này quá quan trọng với Vạn gia ta. Chương 243, áp chế xuống tiên thiên tam khiếu. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Vạn Phong đã đến khoảng sân nhỏ Lâm Nhất ở. Phong huynh đếm sớm thật, có kết quả rồi sao? Lâm Nhất nhìn về phía Vạn Phong, nhẹ giọng hỏi. Vạn Phong gật đầu nói, được 8,9 phần rồi, phụ thân ta cơ bản đã đồng ý, bây giờ chỉ cần các trưởng bối khác xem qua thực lực của ngươi thôi. Chuyện linh hồ dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ. Hai người rời khỏi sân nhỏ, đi đến từ đường Vạn gia. Nhắc đến linh hồ, rốt cuộc có tác dụng kỳ diệu gì vậy? Lâm Nhất nhìn Vạn Phong lên tiếng hỏi, ghi chép về linh hồ trong cuốn võ đạo dị văn lục cực kỳ hạn chế. Cái gọi là linh hồ chính là thiên địa dị cảnh cực kỳ hiếm thấy, trong hồ thai nghén linh nhũ tiên thiên thập phần tinh thuần. Linh nhũ? Không sai. Nếu như có thể hấp thu đủ linh nhũ thì không những có thể tăng trưởng phẩm chất linh nguyên tiên thiên của chúng ta, mà còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Trong lòng Lâm Nhất khẽ dao động, hắn bây giờ đối với bất cứ kỳ vật thiên địa nào có thể gia tăng tốc độ tu luyện đều vô cùng mong ngóng. Linh hồ chia thành 8 phẩm, từ cao đến thấp phân thành nhất phẩm đến bát phẩm. Mảnh linh hồ ở Tử Viêm Thành này chính là bát phẩm thấp nhất. Linh hồ bát phẩm đối với người có tiên thiên lục khiếu trở lên mà nói thì lợi ích có hạn. Nhưng đối với những võ giả cảnh giới tiên thiên mới mở được ít khiếu như chúng ta mà nói thì tác dụng cực lớn. Sắc mặt Lâm Nhất lộ ra vẻ bừng tỉnh, hiện tại coi như đã hiểu ra tại sao tam đại gia tộc còn lại của Tử Viêm Thành lại vì mảnh linh hồ này mà không tiếc trở mặt với Vạn gia cường đại. Nếu như Vạn gia thật sự nắm chắc được mảnh linh hồ này thì sau này bọn họ sẽ không còn chút địa vị nào ở Tử Viêm Thành nữa. Có điều suy cho cùng mảnh linh hồ này cũng chỉ là bát phẩm, một lần hấp thu nhiều nhất được 10 người. Sau một lần hấp thu thì phải bồi dưỡng 10 năm mới có thể tiếp tục cho đời sau hấp thu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến từ đường Vạn gia. Xôn xao. Đẩy cửa bước vào, Lâm Nhất lập tức cảm nhận được một bầu không khí trang nghiêm, bên trong có mười mấy vị trưởng bối Vạn gia đang ngồi. Đa số đều là cao thủ đã mở 4 khiếu, thậm chí cường giả tiên thiên ngũ khiếu cũng không ít. Về phần người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa, không giận tự sinh uy. Trên người có khí tức nồng hậu đó còn đã mở được lục khiếu. Chỉ còn một khiếu nữa chưa mở. Trong lòng Lâm Nhất khẽ thất kinh, chẳng trách Vạn gia lại cường đại như vậy, bước cho tam đại gia tộc còn lại phải trở mặt cũng chỉ dám tranh giành một nửa lợi ích của linh hồ. Trận thế như vậy rồi mà vẫn còn một lão tộc trưởng đang bế quan nữa. Nhất khiếu. Làm càn, chuyện quan trọng như tranh chấp linh hồ sao có thể để một người tiên thiên nhất khiếu tham chiến được. Đúng là nhất khiếu thật. Đang làm trò quỷ gì vậy? Thằng nhóc Vạn Phong này càng ngày càng quá phận, vì một người tiên thiên nhất khiếu lại mời hết chúng ta tới đây. Lâm Nhất vừa bước vào, trong từ đường nghiêm trang lập tức giấy lên âm thanh xôn xao phê bình chê trách. Yên lặng, Vạn Thu Giá hừ lạnh một tiếng, âm thanh chê trách trong từ đường đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất thì vẫn đầy vẻ ngờ vực không tin.
Cảnh giới cũng không phải hoàn toàn đại diện cho thực lực, Phong Nhi rất đề cử ngươi, thiết nghĩ chắc chắn có nguyên do. Tế võ hồn của ngươi ra đi, có lẽ mọi người sẽ thay đổi cách nhìn, Vạn Thu Giá nhìn Lâm Nhất, thản nhiên nói. Võ hồn có cấp bậc, phân biệt bằng 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp lại có 9 bậc. Mặc dù Lâm Nhất chưa thử qua, nhưng hắn nghĩ võ hồn của mình có lẽ cũng không có cấp bậc cao lắm, bởi vì võ hồn cường đại vào khoảnh khắc hạt giống tiên thiên nở ra, sẽ sinh ra dị tượng. Cấp bậc càng cao, dị tượng thiên địa càng không thể tin nổi. Võ đạo dị văn lục có ghi chép, phàm là võ hồn cấp huyền xuất thế, thì phạm vi trăm dặm đều sẽ cảm ứng được dị tượng. Võ hồn cấp địa có thể chấn động phạm vi ngàn dặm, dị tượng 3 ngày không dứt. Về phần võ hồn cấp thiên thậm chí có thể xuất hiện vài dị tượng đồ sộ như trời xanh nhuốm máu, trên biển sinh ra trăng sáng, gây ra mưa sao băng. Không cần thiết, võ hồn của ta rất bình thường, chỉ là một mạt kiếm quang, cấp bậc không cao. Suy tư giây lát, Lâm Nhất thật thà đáp. Vạn Thu Giá khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Vạn Phong thấy vậy không khỏi sốt ruột, Lâm Nhất này sao vậy, lại dám làm trái lời phụ thân hắn ta ngay trước mặt mọi người. Có điều bất cứ một ai có mặt ở đây, ngoài tộc trưởng ra, chỉ cần áp chế cảnh giới xuống tiên thiên tam khiếu, ta đều có thể tiếp đủ 3 chiêu. Nhưng lời nói tiếp theo của Lâm Nhất lại giống như một quả bom, khiến Tử Đường dấy lên một trận phong ba. Mấy trưởng bối Vạn gia ở đó, tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên tứ khiếu, ít nhất có 20-30 năm tu vi. Bọn họ cho dù có áp chế tu vi xuống thấp thì tiên thiên tam khiếu cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được, huống hồ Lâm Nhất lại chỉ mới mở một khiếu. Lời nói này của Lâm Nhất không những cuồng vọng, mà quả thực còn là đang sỉ nhục thực lực của bọn họ. Nếu bọn họ áp chế xuống tiên thiên tam khiếu mà vẫn không thể đánh bại Lâm Nhất trong 3 chiêu thì mặt mũi biết giấu vào đâu. Ta nói này cháu trưởng, ngươi tìm được ở đâu về một tên vô dụng thế này, ngay đến võ hồn cũng không dám tế ra, còn xuất ngôn cuồng vọng, ngươi không muốn làm vị trí thiếu chủ này nữa à? Trong Từ Đường vang lên giọng nói cực kỳ hà khắc, chính là nhị đệ Vạn Thiên của Vạn Thu Giá. Vừa dứt lời, trưởng bối trong gia tộc nhìn về phía Vạn Phong đều khẽ lắc đầu. Thân là thiếu chủ mà chút mắt nhìn này thực sự khiến người lớn quá thất vọng. Chương 244, giao đấu với Vạn Thiên. Tim Vạn Phong thoáng đập nhanh hơn một nhịp, nhi tử của Vạn Thiên cũng là một đối thủ đáng gờm trong cuộc cạnh tranh vị trí thiếu chủ, thế nên ông ta vẫn luôn tìm kiếm khuyết điểm của Vạn Phong, chưa bao giờ có thái độ hòa nhã. Vẻ mặt Vạn Thiên lạnh lùng, thản nhiên nói, còn không mau dẫn hắn đi. Đừng nán lại đây càng thêm xấu hổ, loại người này mà cũng dám đòi võ kỹ thượng phẩm của gia tộc ta à. Lâm Nhất cau mày, khẽ nói, các hạ, dường như các hạ có thành kiến với ta. Sao hả, không được à. Vạn Thiên lập tức nhìn về phía Lâm Nhất, nhếch miệng cười lạnh, trong mắt ta, tuy nói ngươi là phế vật, nhưng thật ra đến phân chó cũng không bằng, ít nhất thì phân chó cũng tự hiểu bản thân vừa thối lại vừa nát đấy. Lâm Nhất thản nhiên nói, trước kia ta từng nghe một câu. Trong mắt phế vật toàn là phế vật, cũng giống như chó hoang nhìn người, cứ tưởng rằng người cũng như nó, đều là thứ ăn phân mà lớn. Vạn Thiên gãi đầu, tự hỏi lời của Lâm Nhất có ý gì. Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới nhận ra là Lâm Nhất đang nói móc mình, hắn mắng ông ta là chó hoang mà cứ tưởng bản thân và người khác giống nhau, đều là chó ăn phân mà lớn lên. Rầm. Lúc này, Vạn Thiên giận tím mặt, vỗ mạnh xuống bàn. Sát ý bùng lên, một tên phế vật mà cũng dám mắng ta. Lâm Nhất cười khẽ, ngại quá, ta đang mắng chó hoang ăn phân, đương nhiên, nếu ông muốn tự nhận thì ta cũng không ngại. Ai lại để tâm một con chó hoang nghĩ thế nào về mình chứ? Đừng tưởng ta không dám động vào ngươi. Vạn Thiên thẹn quá hóa giận, đứng bật dậy. Đủ rồi. Vạn Thu Giá chừng ông ta một cái, lạnh lùng nói, để cãi nhau cùng một tiểu bối thì cũng thôi đi. Lại còn muốn ra tay đánh người, không cảm thấy thẹn à. Đệ. Bị Vạn Thu Giá dạy bảo, Vạn Thiên giận điên lên, cảm thấy vô cùng uất ức. Đại ca, vừa rồi là do hắn nói sằng nói bậy, đệ sẽ đích thân thử hắn. Không cần hắn tiếp được 3 chiêu của đệ, dù chỉ một chiêu thôi, đệ cũng sẽ cho hắn vượt qua kiểm tra. Sắc mặt Vạn Thiên tối sầm, hiển nhiên ông ta nuốt không nổi cơn tức này. Vạn Thu Giá do dự không đáp, một lúc sau. Ông ta nhìn về phía Lâm Nhất và nói, tiểu hữu, ngươi thật sự muốn như vậy. Vạn Thiên là cao thủ tiên thiên ngũ khiếu đấy. Vẻ mặt Lâm Nhất rất bình tĩnh, hắn nói rõ từng chữ, võ kỹ tiên thiên thượng phẩm vô cùng chân quý. Ta là người không thích miễn cưỡng, nếu không khiến cho chư vị tâm phục khẩu phục, ta cũng không có mặt mũi nhận lấy nó. Lúc này, mọi người mới phát hiện,
Hóa ra một người không quá nổi bật như Lâm Nhất lại có một mặt kiêu ngạo như vậy. Lâm Nhất có lòng tin bất diệt kim cương ấn chắc chắn có thể ngăn được một kích của tiên thiên tam khiếu. Phối hợp với ba đại sát chiêu của mãnh hổ quyền, muốn ngăn ba chiêu không phải là vấn đề. Nói mạnh miệng thì ai cũng biết, tiếp một chiêu của ta trước đi rồi hay nói. Vừa dứt lời, Vạn Thiên vốn nghẹn một hơi từ nãy giờ lập tức nhảy vọt lên, đánh ra một chưởng. Tuy ông ta dựa theo ước định, hạ thấp tu vi xuống tiên thiên tam khiếu, thế nhưng khi vừa ra tay đã khiến tất cả những người có mặt tại đây hét lên một tiếng kinh hãi. Khí thế ẩn chứa trong một chưởng này tựa như vô số ngọn núi lớn được xếp thành một dãy, cùng đè xuống, khiến người ta không thở nổi. Bài sơn chưởng. Cách đó không xa, khi nhìn thấy cảnh tượng này, Vạn Phong giật nảy mình, đây là võ kỹ tiên thiên trung phẩm. Tuy Vạn Thiên nói chỉ đánh một chiêu nhưng ông ta lại sử dụng võ kỹ tiên thiên, hiển nhiên là muốn một chưởng đánh chết Lâm Nhất. Chết tiệt, lão già này quá mức độc ác, biết được nhược điểm của Lâm Nhất chính là không có võ kỹ tiên thiên nên đã ra tay. Chưởng đã đánh ra, giờ có muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Đến hay lắm. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, linh nguyên thuần dương trong cơ thể phút chốc sao động. Linh nguyên dồi dào sau khi được 11 cánh hán kim liên cô đọng đã hoàn toàn ngưng tụ thành một viên Phật châu mang hơi thở thần bí mà cổ xưa. Thoáng chốc, Phật châu nổ tung, Lâm Nhất thi triển bất diệt kim cương ấn. Lúc này đây, hắn dùng hết toàn lực. Phật châu nổ tung thành 10 sợi linh nguyên lóe lên kim quang chói mắt, điên cuồng tràn vào 10 đầu ngón tay hắn, hai bàn tay Lâm Nhất bắt đầu run rẩy dữ dội, bộc phát ra kim quang chói lọi, sáng bừng cả một khoảng không gian. Bất diệt kim cương ấn. Thoáng chốc, 10 ngón tay kết thành một thủ ấn kỳ lạ, nghênh đón bài sơn chưởng của Vạn Thiên. Kim quang lập tức nổ tung, không chút lưu tình nghiền nát chưởng thế của bài sơn chưởng thành từng khúc. Đến khi chưởng của Vạn Thiên hạ xuống thì uy lực đã giảm đi rất nhiều. Bách thú triều bái. Hào quang ở hai bàn tay kết thành bất diệt kim cương ấn vẫn chưa tắt, lúc này, 5 ngón tay Lâm Nhất nắm chặt thành quyền, một quyền vọt ra trong tích tắc. Đó chính là sát chiêu mạnh nhất của mãnh hổ quyền đã được kim cương ấn gia trì. Sóng khí tràn ra, Vạn Thiên buộc phải lui về sau 3 bước mới có thể đứng vững. Ông ta không bị thương, nhưng huyết khí trong cơ thể có hơi chấn động, tuy nhiên, sắc mặt ông ta lại khó coi không khác gì ăn phải phân chó, lúc trắng lúc xanh. Ông ta thi triển võ kỹ tiên thiên trung phẩm đã đủ hèn hạ rồi, nhưng nào ngờ không chụp chết được Lâm Nhất, lại còn bị đối phương đánh lui. Việc này chẳng khác nào một cái tát đánh thẳng vào mặt ông ta. Chương 245, Lôi Viêm Chiến Thể. Trong từ đường, âm thanh kinh ngạc liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đều không dám tin vào những gì trước mắt. Lâm Nhất thật sự dùng cảnh giới tiên thiên nhất khiếu ngăn cản một chiêu võ kỹ tiên thiên trung phẩm của Vạn Thiên. Chuyện này quả thật rất khoa trương. Trước tiên phải nói, thực lực của Vạn Thiên là tiên thiên ngũ khiếu. Dù có áp chế xuống tam khiếu thì cũng mạnh hơn so với võ giả tiên thiên tam khiếu bình thường. Hơn thế nữa, một chiêu này của ông ta sử dụng võ kỹ tiên thiên trung phẩm. Sát thương từ một chiêu bình thường và một chiêu có sử dụng võ kỹ là hoàn toàn khác nhau. Vậy mà Lâm Nhất không chỉ đỡ được mà ngược lại còn đánh bay đối phương. Trong từ đường, chỉ có tộc trưởng Vạn Thu Giá có thể nhìn ra, ánh mắt ông ta lóe sáng. Võ kỹ tiên thiên thượng phẩm. Vừa nhìn ông ta liền đoán ra được, một thức bất diệt kim cương ấn mà Lâm Nhất nắm giữ chính là võ kỹ tiên thiên thượng phẩm, lại nói, gần như hắn đã sắp luyện đến cảnh giới đại thành. Ngộ tính của tên tiểu tử này rốt cuộc cao đến mức nào? Võ kỹ tiên thiên thượng phẩm rất khó lĩnh ngộ, vậy mà hắn chẳng những ngộ ra được, lại còn tu luyện gần đến đại thành. Bất kể thế nào, nhất định phải giữ Lâm Nhất lại, để hắn thay Vạn gia xuất chiến. Có hắn làm con át chủ bài. Vạn gia có thể nắm chắc đoạt được khoảnh linh hồ bát phẩm này. Bộp bộp bộp. Vạn Thu Giá đứng lên, vỗ nhẹ tay và cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bây giờ, ta dùng thân phận gia chủ Vạn gia chính thức mời ngươi thay Vạn gia xuất chiến. Đại ca, vừa rồi là do đệ quá khinh địch, hãy để đệ thử một lần nữa, đệ nhất định sẽ kiểm tra ra tài nghệ thật sự của hắn. Nghe vậy, Vạn Thiên vội kêu lên, trên mặt ông ta lộ vẻ không cam lòng. Làm càn. Còn chưa đủ mất mặt hả? Vạn Thu Giá sầm mặt xuống, lạnh giọng quát lên, không một chút nể tình. Trong từ đường, các trưởng lão còn lại cười thầm, phen này xem như Vạn lão nhị trở thành trò hề rồi. Đệ, đáng chết. Thấy không ai lên tiếng thay mình, ngược lại tất cả còn tỏ vẻ chế giễu, mặt Vạn Thiên đỏ bừng. Ông ta hùng hùng hổ hổ phất tay áo rời đi. Lâm Nhất nhìn theo bóng lưng ông ta,
khẽ thở dài, dù gì cũng là võ giả tiên thiên ngũ khiếu, tuy đã áp chế tu vi xuống tam khiếu, nhưng hắn có dùng toàn lực vẫn không cách nào làm đối phương bị thương. Thoạt nhìn Vạn Thiên rất chất vật, nhưng trên thực tế, Lâm Nhất cũng không thật sự làm tổn thương đối phương. Có lẽ sử dụng Táng Hoa kiếm, sẽ làm được. Nếu tất cả những người có mặt tại đây biết rõ suy nghĩ của hắn, e là sẽ sợ hãi không thôi. Chắc chắn tên tiểu tử này điên rồi, vậy mà lại nghĩ đến việc làm Vạn Thiên bị thương. Chư vị có ý kiến gì không? Vạn Thu Giá nhìn về phía các vị trưởng bối khác trong từ đường, lên tiếng hỏi. Không có ý kiến. Không có ý kiến. Sau khi nhìn rõ thực lực của Lâm Nhất, bọn họ nào dám phản đối? Ánh mắt nóng bỏng của Vạn Thu Giá hướng về phía Lâm Nhất, trầm giọng nói, tốt lắm, Lâm Nhất tiểu hữu, hiện tại phải xem ý của ngươi thế nào. Nếu có thể nhận được một bộ võ ký tiên thiên thượng phẩm, đương nhiên ta bằng lòng. Thành giao, mọi người giải tán trước đi. Các vị trưởng bối trong từ đường Vạn gia top 5 top 3 lần lượt rời đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Nhất với vẻ hiếu kỳ. Lúc đi qua bên cạnh Vạn Phong, mọi người không tiếc lời tán thưởng hắn ta một phen. Lần này Phong Nhi xử lý rất tốt, thay Vạn gia chúng ta tìm được hạt giống chính thức. Quả thật không tệ, chỉ cần cao thủ tam khiếu không xuất hiện, theo ta thấy không có ai là đối thủ của Lâm Nhất. Ở quận Thanh Dương nào có thiếu niên 18 tuổi nào khai mở tam khiếu, lần này ăn chắc rồi. Vạn Phong không ngừng nở nụ cười, mừng như mở cờ trong bụng, đây là lần đầu tiên hắn ta được nhiều trưởng bối tán thưởng như vậy. Sau khi mọi người đi khỏi, Vạn Thu Giá bước đến trước mặt hai người Vạn Phong và Lâm Nhất, trầm giọng nói các ngươi đi theo ta. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Vạn Thu Giá, hai người bọn họ cẩn thận đi theo sau, cả hai đều im lặng không nói. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đi đến thư phòng của Vạn Thu Giá. Vạn Thu Giá biến mất trước mặt Vạn Phong và Lâm Nhất trong chốc lát, rồi lại lần nữa xuất hiện, lúc này, trong tay ông ta đã có thêm một quyển bí tịch. Lôi Viêm Chiến Thể. Nhìn thấy mấy chữ trên bìa sách, Lâm Nhất thoáng cau mày, thật không ngờ lại là một bản công pháp rèn luyện thân thể. Ánh mắt hắn không khỏi lóe lên tia thất vọng, nhu cầu cấp bách của hắn hiện tại là kiếm pháp, hoặc thân pháp, quyền pháp cũng có thể chấp nhận. Vạn Thu Giá nhìn ra sự thất vọng trong mắt Lâm Nhất, thản nhiên nói, Vạn gia chỉ có hai bộ võ ký tiên thiên thượng phẩm, một bộ không thể truyền ra ngoài, còn lại chính là bộ Lôi Viêm Chiến Thể này, không còn lựa chọn nào khác. Nếu ngươi bằng lòng đổi võ ký tiên thiên trung phẩm thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Không sao cả, cứ chọn quyển này đi. Khi Lâm Nhất duỗi tay định lấy thì chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đè lên tay hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.